Chương 11 Tiểu tiểu ma đầu thật buồn cười, miễu sát. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Rất nhanh, hát thứ hộ pháp cùng dạ oanh hộ pháp, đi tới trấn ma tháp tầng thứ ba trước, trấn ma tháp tổng cộng có 9 tầng, phân biệt phong ấn khác biệt thực lực trình độ yêu ma, tầng cao nhất, truyền thuyết phong ấn có trường sinh cảnh đại yêu cùng ma đầu, hai người đã sớm dò nghe, tu la ma quân bị giam giữ ở vị trí này, trấn ma tháp mỗi tầng đều có vô số cái phòng nhỏ, mỗi cái gian phòng giam giữ một vị yêu ma quả nhiên cái này phong cấm lực lượng giảm ít đi rất nhiều hai người chúng ta hẳn là có thể đầy đủ đánh vỡ một đạo lỗ hổng cứu ra ma quân đại nhân hai trên mặt người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tuy nhiên bọn họ không có khả năng phá mất trấn ma tháp phong cấm nhưng đối mặt suy yếu trấn ma tháp liên thủ phía dưới vẫn có năng lực đã thông một đạo lỗ hổng đi ra hai người lập tức liên thủ phóng xuất ra đáng sợ ma quan hướng về phong cấm trận pháp một chỗ oanh kích mà đi ầm ầm phong cấm trận pháp quang mang phun trào chấp động lập tức đã nứt ra một đường vết trách. vô tận màu đen ma mà khí lỗ hỏng bên trong bừng lên rống rống ngay tại lúc này trấn ma tháp bên trong truyền tới một trận kinh thiên động địa rống một cổ kinh khủng cường đại ma uy như là như cùng phong bao phủ toàn bộ vạn ma phong ung ung kéo đến hát thứ và oanh là hai người các ngươi tới cứu bản quân lúc này thời điểm một đạo lạnh lẽo hùng hồn thanh âm nam tử vang lên lập tức một đạo ma ảnh theo trấn ma tháp bên trong vọt ra hắn toàn thân bị một cổ nồng đậm hắc khí bao phủ gương mặt càng là không ngừng biến hóa thỉnh thoảng anh tuấn thỉnh thoảng xấu xí dữ tận toàn thân trên dưới tảng mát ra nồng đậm mùi huyết tinh hắn chính là tu la ma quân tu la điện điện chủ vô lượng cảnh đại viên mãn ma đạo tu luyện giả tham kiến ma quân đại nhân hắc thứ hộ pháp cùng dạ oanh hộ pháp liền vội cung kính cúi chào nói, hừ, vũ hóa tiên tông nhốt bản quân 100 năm, hiện tại chính là lúc báo thù đến. Đồ sát toàn bộ vũ hóa tiên sơn, một tên cũng không để lại. Tu la ma quân sắc mặt rét lạnh, toàn thân sát ý bạo phát, loại này mất đi tự do, bị cô tịch tra tấn nhanh bị điên cừu hận, đã sớm khắc cốt ghi tâm. Hai người chúng ta nguyện ý đi theo ma quân diệt vũ hóa tiên tông hát thứ hộ pháp cùng dạ oanh hộ pháp kích động hưng phấn mà đáp, mà quân đại nhân không hổ là ma quân đại nhân, bá khí trùng thiên, tiên đạo thập kinh, nói diệt thì diệt, ngay tại ba người chuẩn bị rời đi, tiến đến diệt vũ hóa tiên tông. Quy, không chào hỏi liền đến đến ta địa phương cứu đi người, có phải hay không không nể mặt ta? Giờ phút này, một đạo thanh đạm thanh âm chậm rãi vang lên, nhất thời, ba người sắc mặt khẽ biến, có chút hoảng sợ, lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái ngắm nhìn bốn phía tình huống, có người tới gần bọn họ đến đây, bọn họ thế mà không có cảm ứng được, đủ số mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng lẽ, vũ hóa tiên tông bên trong, còn ẩn tàng có tuyệt thế cao nhân, liền tại bọn hắn tâm tình khẩn trương bên trong, một vị tướng mạo anh Tuấn, nhưng lại mặc lấy phổ thông thanh sắc áo gai thanh niên, bài trừ hắc vụ đi đến đây. Tụ khí tứ trọng, vũ hóa tiên tông tạp dịch đệ tử. Lúc này thời điểm, ba người không khỏi đại thở dài một hơi nguyên lai là một cái tụ khí phế vật trách không được nhắm người mình không có cảm ứng được khí tức loại này đồ bỏ đi căn cứ thì không có nhiều khí tức phát ra ha ha thì một cái quét dọn trấn ma tháp tạp dịch đệ tử cũng dám gọi bọn lão tử nể mặt ngươi hiện tại liền giết ngươi hát thứ hộ pháp không có chút gì do dự sát ý bao phủ một đạo trí mạng ma khí đánh phía vương lập chỉ là tụ khí cảnh tạp dịch đệ tử trong mắt hắn liền trên đất con kiến cũng không bằng, lật tay ở giữa liền có thể nhẹ nhõm giết chết. Tiểu tiểu ma đầu thật buồn cười, ta còn không có xuất thủ, các ngươi đến vội và xuất thủ muốn giết ta. Không biết tốt xấu. Vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Bỗng nhiên, một trận kịch liệt năng lượng ba động, theo vương lập trên thân bạo phát đi ra, năng lượng dồi dào cùng cực, giống như kinh khủng thiên địa uy áp, đem oanh kích mà đến ma khí lật tay thì trấn áp đây là không không thể nào là thật hát thứ hộ pháp bỗng nhiên giật mình phát ra thật không thể tin thanh âm hắn cảm nhận được linh hồn của mình đang run sợ cái gì làm sao có thể và dạ oanh hộ pháp kiều diễm khuôn mặt bị bị dọa đến rất trắng lên ngươi ngươi một cái tụ khí tứ trọng tu luyện giả làm sao có thể bộc phát ra đáng sợ như thế ba động tuyệt đối không phải thật đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tu La Ma quân trận tròn mắt, mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, 500 năm về sau, cái thế giới này biến đến điên cuồng như vậy lên, một cái tụ khí tứ trọng tạp dịch đệ tử, thế mà bộc phát ra đáng sợ như vậy năng lượng ba động, bất kể thế nào nhìn, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra người chỉ có tụ khí tứ trọng tu vi. Vạn Phật Triều Tông, giết. Vương Lập bước ra một bước, bay trên trời mà lên, hai tay bóp thành Phật ấn, ở trên cao nhìn xuống, quân lâm thiên hạ đồng dạng, toàn thân Phật quan ngút trời, lưng sau khi ngưng tụ một tôn to lớn như lai Phật tượng, phạm âm lượng lờ, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, cho dù là phổ thông võ học, cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn, huống hồ, theo cảnh giới càng cao, vương lập cũng đem những thứ này kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh võ học. Tiến hành thăng cấp tăng lên, đã sớm thoát ly võ học phạm. Trù, bước vào uy lực pháp thuật tầng thứ. Sau lưng như lai Phật tượng, to lớn kim sắc phật thủ tràn đầy cường đại tịnh hóa chi lực ba động hướng hát thứ hộ pháp quanh kích mà đi nhất thời một cổ năng lượng kinh khủng như là sông lớn sóng triều trùng trùng điệp điệp đây là cái gì võ học thật cường đại tịnh hóa lực lượng đây tuyệt đối là chúng ta ma đạo tu luyện giả khắc tinh tu la ma quân trên mặt lộ ra hoảng sợ phốc vẫy hát thứ hộ pháp bị phật trưởng đánh trúng trong chốc lát huyết quang đầy trời, đạo cung cảnh đại viên mãn hát thứ hộ pháp, cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ, bị một cái tụ khí tứ trọng tu luyện giả trong nháy mắt miễu sát, mình đang nằm mơ. Sinh ra ảo giác, bình thường tình huống, một tên bình thường vô lượng cảnh tu luyện giả, tuyệt không có khả năng dây dết đạo cung đại viên mãn, nhưng, vương lập tích lũy thật sự là quá dày đặc, chiến lực viễn siêu tự thân cảnh giới. Ngươi, không có khả năng, vì cái gì mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi có cái gì cải biến tu vi khí tức chí bảo tại thân có điều coi như như thế ngươi mới hai mươi mấy tuổi a à, cũng không có khả năng tu luyện tới đáng sợ như vậy trình độ a à. tu la ma quân hoảng sợ thất sắc không dám tin vào hai mắt của mình coi như hắn xuất thủ cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm dây dết đạo cung đại viên mãn tu luyện giả a à. hiện tại đến phiên ngươi vương lập bước ra một bước khí tức kinh khủng bao phủ tới ma quân đại nhân Ngươi mau trốn, ta đến ngăn đón hắn." Mắt thấy Vương Lập Thế bất khả kháng khí tức vọt tới, Dạ Oanh Hộ Pháp vội vàng quát. "Ngươi đến thẳng trung tâm, ta liền thành toàn ngươi." Vương Lập ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, trong nháy mắt kích xạ ra một đạo kiếm khí, dường như xé rách hư không phốc phốc, trong nháy mắt xuyên thủng Dạ Oanh Hộ Pháp lồng ngực, đem nàng sơn phong sang bằng, huyết phun như trụ, Dạ Oanh Hộ Pháp tại chỗ vẫn lạc. Hiện tại, cái kia đến phiên ngươi Tu La Ma Quân. Vương Lập liếm môi một cái, có chút hưng phấn lên, Tu La Ma Quân tuyệt đối là một cái đối thủ tốt, hắn vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, đồng thời, Vương Lập cũng có chút kích động, Tu La Ma Quân nắm giữ, Tu La sát thể, thôn vệ thể chất của hắn, rốt cục có thể ngưng luyện thuộc về mình đặc thù thể chất. Ngươi giết hát thứ hộ pháp cùng dạ oanh hộ pháp, bản quân cũng tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Tu La Ma Quân hai mắt đỏ bừng, sát ý lăng nhiên gắt gao nhìn chầm chầm vương lập, truyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp. Dê, tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Bán chỉ hám thiên địa, ngưng luyện tiên thiên ma thể. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Quanh, vô lượng cảnh đại viên mãn khí tức khủng bố, theo tu la ma quân thể nội bạo phát ra, nhất thời, tại vạn ma phong phía trên nhất lên một trận to lớn ma khí vòng xoáy, uy thế kinh thiên, hoảng hốt ở giữa, tại tu la ma quân sau lưng, xuất hiện một đạo dữ tận ma ảnh, ma uy khủng bố, nhiếp tâm hồn người. Giết ta tu la điện hộ pháp, bản quân liền muốn đào ngươi da, quất ngươi gân, uống ngươi huyết. Tu la ma quân ánh mắt dày đặc tàn nhẫn, thể nội huyết tinh hung khí mãnh liệt bành bái, nhớ năm đó, tu la ma quân cũng là một cái không sợ trời, không sợ đất nhân vật hung ác, lại làm sao có thể nguyện ý ăn lớn như thế thua thiệt đào ta da uống ta huyết ha ha vậy ta thì ăn ngươi tám trăm năm ma đầu lão nhi có lực cần phải rất mỹ vị đi vương lập hưng phấn dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình dường như lúc này cử động của hắn cùng thần sắc sau so ma đầu còn như cái ma đầu thật vất vả gặp phải một cái có thể thôn phệ đặc thù thể chất tu la sát thể hắn lại làm sao có thể không kích động lên rồi bị vương lập hưng phấn khát vọng ánh mắt trừng một cái, Tu La Ma Quân đột nhiên cảm thấy một trận kinh hồn bạc vía, đạp mã ai mới là ma đầu A. À. Hắn mới là giết người không chớp mắt tuyệt thế đại ma đầu A, à. tiểu tử này làm sao đột nhiên. Biến đến so với chính mình tà ác kinh khủng. Vậy thì tốt, chúng ta thì nhìn xem người nào ăn người nào. Tu La Ma Quân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tu La vô đạo. Oanh, vô biên ma khí tại chấn động, kinh khủng ma khiếu thanh âm tại nhấp nhô tu la ma quân sau lưng to lớn ma ảnh mở ra giữ tận ma miệng hướng về vương lập thôn phệ mà đến đây là bản quân trưởng khống một môn bí thuật lấy biến mất sinh mệnh bản nguyên của mình làm đại giá có thể phát huy ra tầm thường pháp tướng cảnh cường giả toàn lực nhất kích uy năng ha 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 ngươi chờ bị hủy tu la ma quân đắc ý phá lên cười thế mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong bỗng nhiên phát sinh một mạng để vị này Nam Châu làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu, sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc kinh khủng, ầm ầm, toàn bộ vạn ma phong trên không, bỗng nhiên khí tức tuôn ra, đáng sợ năng lượng tại gào thét, thậm chí có lôi đình oanh minh nương theo. Cái này, quy thế này, vượt qua pháp thuật, khó. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thuật? Tu la ma quân sắc mặt, lộ ra khó có thể tin vẻ chấn động, trên bầu trời, lăn lộn khí lãng bên trong, hùng hồn chi lực nhấp nhô vương lập cả người bị kim quan bao khỏa như là trời thần đồng dạng uy phong lẫm liệt chỉ thấy hắn vương chính mình ngón trỏ chỉ hướng tu la ma quân trong nháy mắt một cái vừa thô lại lớn kim sắc cự chỉ bỗng dưng ngưng tụ mà thành như là kình thiên trụ lớn đồng dạng phát ra làm người tuyệt vọng năng lượng ba đồng phản phất là thiên hạ ma thần hạ xuống nhất chỉ tràn ngập trung chuyển trời đất chi uy thấu phát cái này vô tận sát phạt cùng sắc bén đại hoang tù thiên chỉ, bán chỉ hám thiên địa. Vương lập tràn ngập sát ý thanh âm lạnh như băng, trong hư không chấn động, đại hoang tù thiên chỉ, là vũ động càng khôn, nhân vật chính lâm động, cùng đại hoang cổ bi bi phách câu thông đoạt được cao đẳng tạo hóa võ học, cùng sở hữu bảy chiêu, bán chỉ hám thiên địa, nhất chỉ tù thiên địa, đến ngũ chỉ động càng khôn, đại hoang tù thiên thủ, bất luận cái gì pháp thuật ma công khen thưởng, theo lấy được lập tức bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào cảnh giới tiểu thành bởi vậy vương lập trực tiếp học song bán chỉ hám thiên địa cùng nhất chỉ tù thiên địa đây chính là hạ phẩm tiên thuật không phải trường sinh cảnh đại năng không thể học vương lập cái này treo bức thiên nghịch thiên học xong tuy nhiên bởi vì chính mình thể nội pháp lực có hạn không cách nào phát huy bình thường uy năng nhưng đây chính là siêu việt pháp thuật tiên thuật cho dù là một bộ phận uy năng cũng có thể đủ phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực cự chỉ đánh bay vô tận ma khí bay thẳng tu la ma quân chỉ thấy hắn thôn phệ hướng vương lập to lớn ma ảnh trong nháy mắt bị kim quang bốc hơi tan thành mây khói không không có khả năng ngươi làm sao lại sử xuất tiên thuật tu la ma quân hoảng sợ đại trống lên hoảng sợ tới cực điểm đây chính là trường sinh cảnh đại năng mới có thể làm ra tay đoạn a mà lại nhìn tình huống tiểu tử này tuyệt không có khả năng là trường sinh cảnh nếu không bằng vào khí thế liền có thể nghiền nát chính mình, đây quả thực thật không thể tin tới cực điểm, ngay tại hắn hoảng sợ bên trong, cự chỉ đã dết tới hắn phụ cận, phốc phốc, tu la ma quân muốn muốn chạy trốn lấy mạng, thế nhưng là hắn căn bản dãy dụa không được cự chỉ uy áp đối với. Hắn áp bách, âm âm, cự chỉ nổ bể ra đến, uy thế kinh thiên động địa, như là một khỏa bom nguyên tử nổ tung đồng dạng to lớn, trấn ma tháp bị tác động đến, kịch liệt trung rẩy lên, cự chỉ xuyên thấu tu la ma quân lòng ngực, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi trọng thương bay đổ ra ngoài hung hăng đập vào trên mặt đất móa nó không thể nào Quy lực làm sao đại vương lập rất im lặng nhìn không được bảo nói tục không nghĩ tới đại hoang tù thiên chỉ khủng bố như thế đem trấn ma tháp cho đánh ra một vết nứt phong cấm lực lượng xói mòn tốc độ nhanh hơn cái này cái này không phải mình hố chính mình à tầng cao nhất yêu ma xuất thế hắn căn bản không phải đối thủ, chẳng lẽ muốn đường chạy, kết quả như vậy, vương lập chính mình cũng không ngờ rằng, quái thì quái, đại hoang tù thiên chỉ uy lực, quá kinh khủng. Đều tại ngươi, làm hại lão tử đem trấn ma tháp đánh ra một vết nứt. Vương lập lạnh lùng nhìn về phía tu la ma quân, sau đó trong tay tâm ngưng tụ một đạo ma khí trùng thiên màu đen vòng xoáy, thôn vệ hướng hắn. Ngươi! Ngươi không phải tiên đạo tu luyện giả sao? Vì sao lại ma công? Lúc này thời điểm, trọng thương tu la ma quân hoảng sợ phát hiện, vương lập thể nội ma khí, so với chính mình còn kinh khủng hơn, trời ạ, à, đây quả thực là một tôn ngập trời cự ma tại trước mắt của mình. Nhưng, vì cái gì vừa mới hắn có thể sử xuất tiên đạo pháp thuật, mang theo không cam tâm, nồng đậm nghi hoặc, tu la ma quân bị vương lập nuốt chửng lấy, để nhất khiến Nam Châu nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế đại ma đầu, cứ như vậy vẫn lạc, vũ hóa phong, sưu sưu sưu, trưởng giáo bạch thanh thiên cùng sáu tên thần đài cảnh trưởng lão phi thân mà ra vạn ma phong bạo phát uy thế đã kinh động đến bọn họ thật là đáng sợ năng lượng ba đồng trấn ma tháp ra chuyện sao lão giả mặt đỏ nóng vội nói nếu như trấn ma tháp bên trong yêu ma chạy ra lấy bọn họ đối vũ hóa tiên tông cừu hận cái này đem là ngập trời tai nạn một tên khác lão già tóc đỏ sắc mặt biến đến thảm trắng lên còn lại bốn vị trưởng lão cũng là gương mặt kinh hoảng, trưởng giáo Bạch Thanh Thiên nhíu mày, sắc mặt lộ ra háo sắc, nói ra. Các vị trưởng lão, các ngươi tọa trấn vũ hóa phong, ta đi trấn ma tháp nhìn xem xảy ra chuyện gì tình huống. Đúng, trưởng giáo chí tôn. Sáu tên trưởng lão cung kính đáp, lập tức, Bạch Thanh Thiên hóa thành một đạo lưu quan bay đi. Tiên thiên ma thể. Ha ha ha, mặc dù là rất phổ thông ma thể, nhưng cuối cùng ngưng luyện ra thuộc tại thể chất của mình ngưng tụ ma thể về sau, hắn rốt cục có thể thoát khỏi tư chất thường thường phế vật vần sáng, được xưng tụng một tên ma đạo tu luyện tiểu thiên tài, có thể tại thời gian 10 năm đột phá đến vô lượng cảnh, toàn bộ nhờ thôn vệ trấn yêu tháp bên trong yêu ma cùng đang dược, đã ở vũ hóa tiên kinh, loại này chí cao tiên đạo công pháp phun ra nuốt vào linh khí, nếu như chỉ dựa vào thiên phú, vương lập chỉ sợ liền tụ khí 6 tầng đều không thể đột phá, đồng thời, hấp thu một tên vô lượng cảnh đại viên mãn tu luyện giả huyết khí, vương lập tu vi, cũng đã nhận được không nhỏ tinh tiến, bước vào vô lượng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, rất nhanh có thể đột phá đến vô lượng cảnh trung kỳ. Chưởng giáo tới, xem ra không có cách nào thôn phệ bọn họ. Vương lập bỗng nhiên nhướng mày, hắn không muốn tại bạch thanh thiên trước mặt bại lộ thân phận của mình, càng thêm không có khả năng bại lộ chính mình sẽ ma công, liền từ bỏ thôn phệ tu thôn phệ hắc thứ hộ pháp cùng dạ oanh hộ pháp, lại nói, tu vi của bọn hắn so với chính mình thấp, chỉ có thể coi là thịt mũi, cũng không tiếc, sau đó, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại ma khí trùng thiên trong đêm tối, chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, dê, tải áp nghe. Trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Trấn ma tháp dị động, bi tráng vũ hóa tiên tông. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không lâu sau đó, sư chỉ thấy bạch thanh thiên ngự không bay tới, rơi vào trấn ma tháp phía trước thật mạnh ma khí ba động thật chẳng lẽ có tuyệt thế đại ma trốn thoát lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bạch thanh thiên sắc mặt khó coi lo lắng ám đạo hy vọng không muốn thật ra chuyện a nếu không vũ hóa tiên tông tai kiếp khó thoát phong cấm lực lượng thật biến mất đối với vũ hóa tiên tông tới nói không khác nào tai họa ngập đầu trấn ma tháp bên trong phong cấm yêu ma thế nhưng là không thiếu khuyết trường sinh cảnh đại yêu a bình thường đột phá đến thiên nhân cảnh, có 300 năm thọ nguyên đại nạn, đột phá đến đạo cung cảnh, thọ nguyên đại nạn gia tăng đến 500 năm, đột phá đến pháp tướng cảnh, thọ nguyên đại nạn gia tăng đến 1.000 năm, bốn lần niết bàn độ kiếp, mỗi vượt qua một lần, gia tăng thọ mệnh 500 năm. Tối cao có thể sống đến 3.000 năm, mà đột phá đến trường sinh cảnh, trực tiếp có thể thu hoạch được 10.000 tuổi thọ nguyên đại nạn, hư tiên càng khủng bố hơn, có thể sống vài vạn năm bất tử, mà yêu thú thọ mệnh, so sánh với nhân loại là phi thường đã lâu, trường sinh cảnh đại yêu, sống 10 vạn năm đều rất bình thường, bởi vậy, trấn ma tháp bên trong, thậm chí giam giữ có năm đó vũ hóa tiên tôn tự mình phong ấn khủng bố yêu thú, còn chưa đạt đến đại hạn chết đi, thế mà, đến đón lấy bạch thanh thiên. Trông thấy để hắn vô cùng chấn ngạc một màn, cả người hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, chỉ thấy, một nam một nữ hai cổ thảm không nở nhìn thi thể, ngã vào trong vũng máu. Cái này. Đây là tu la điện hát thứ hộ pháp cùng dạ oanh hộ pháp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ chết như thế nào tại nơi này? Là ai có thực lực giết bọn hắn? Bạch Thanh Thiên khó có thể tin nhìn lấy hai người thi thể, không thể tin được, hai người sẽ chết tại nơi này, đây chính là đạo cung cảnh đại viên mãn tu sĩ A. So thực lực của hắn, còn còn mạnh hơn nhiều, mạnh hơn toàn bộ vũ hóa tiên tông, nếu như không phải có lưu lại trận pháp nội tình vũ hóa tiên tông sớm đã bị sang bằng, mà lại, lấy nhãn lực của hắn cũng có thể nhìn ra, hai người là miễu sát, đến tột cùng là ai, có thực lực kinh khủng như thế, dây dết đạo cung cảnh đại viên mãn, sưu, toàn thân áo trắng quạt giấy, phong lưu phóng khoáng phượng thiên vũ, chạy tới, lúc này thời điểm, tu vi của hắn đã đột phá đến thần đài cảnh, toàn thân khí tức vô cùng. Đáng sợ, 33 tuổi, tại xuống dốc vũ hóa tiên tông bên trong, có thể đột phá đến thần đại cảnh đã coi như là thiên tài trong thiên tài hiếm thấy yêu nghiệt. Sư phụ, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn lấy hát thứ hộ pháp hai người thảm không nở nhìn thi thể, Phượng Thiên Vũ da đầu phát lạnh mà hỏi thăm, vết thương nhìn thấy mà giật mình, thật sự là quá khốc liệt. Vi sư cũng không rõ ràng, đến thời điểm tu la điện lưỡng đại hộ pháp, liền đã ngã xuống nơi này. Bạch Thanh Thiên lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Cái gì? sư phụ ngươi nói đây là tu la điện lưỡng đại hộ pháp thi thể. Bọn họ thế nhưng là đạo cung cảnh đại viên mãn, ai có thể giết được bọn họ. Phượng Thiên Vũ trong lòng kinh hãi không thôi, nếu như cho hắn biết, vô lượng cảnh đại viên mãn tu la ma quân, đã vẫn lạc, không biết sẽ chấn ngạc tới trình độ nào, nắm giữ nhẹ nhõm giết vô lượng cảnh đại viên mãn thực lực, tuyệt đối đứng tại Nam Châu Đỉnh phong phía trên thực lực. Nếu vi sư không có đoán sai, có thể là ba năm trước đây vị kia thông qua thông thiên tháp người thần bí lấy thiên phú của hắn cái này đi qua ba năm tu vi cảnh giới tất nhiên thu được cực đại đột phá bạch thanh thiên nói ra người này đến cùng là ai vẫn giấu kín tại ta vũ hóa tiên tông bên trong hiện tại lại ra tay giúp chúng ta giết tu la điện hộ pháp phượng thiên vũ trong lòng cũng là giật mình nếu như không có người thần bí giúp bọn hắn giải quyết hai người như vậy đối với vũ hóa tiên tông tới nói tuyệt đối là một tràng tai nạn coi như có thể đánh lui hai người cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề thời buổi rối loạn hy vọng vị này người thần bí đúng như suy đoán bên trong một dạng đạt được vũ hóa tiên tôn lọc mắt xanh là ta vũ hóa tiên tông sư thúc tổ bạch thanh thiên thở dài không phải vậy vũ hóa tiên tông thật nguy hiểm hô 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 bỗng nhiên toàn bộ trấn ma tháp kịch liệt chấn động lên vô tận ma khí tại gào thét bên trong theo một đạo mới vết nứt bên trong phun ra. Nguy rồi, không tốt, vừa mới chiến đấu đánh ra một đạo mới vết nứt, phong cấm lực lượng sói mòn tốc độ thật to tăng tốc. Bạch Thanh Thiên quá sợ hãi, quả nhiên, trấn ma tháp ra chuyện, chuyện lo lắng nhất phát sinh, vương lập về tới chính mình chỗ ở hắn cũng biến thành lo lắng lên, chẳng lẽ, chính mình thì muốn chật vật như vậy rời đi vũ hóa tiên tông rồi, phải biết, hắn tại trưởng giáo tẩm cung đánh dấu, Thu được vũ hóa tiên tông tiên đạo khí vận gia thân, đây chính là tiên đạo thập kình một trong khí vận. Nếu như khôi phục lại, là tương đương đáng sợ. Để hắn cứ thế từ bỏ, không là phi thường đáng tiếc sao mà lại vũ hóa tiên tông còn có mấy chỗ vô cùng trọng yếu địa phương, hắn tạm thời không có thực lực kia đi đánh dấu, cứ như vậy, để hắn từ bỏ, trong lòng cũng không cam tâm a à, huống hồ muốn tìm được mới địa phương tốt đánh dấu, đồng thời thỏa mãn cậu thả điều kiện thật quá khó khăn, xuống dốc đã từng tiên đạo thập kình vũ hóa tiên tông, không thể nghi ngờ với hắn mà nói, là chỗ tốt nhất, có thể thỏa thích xâm nhập trọng yếu đặc thù địa điểm đánh dấu, thu hoạch được phong phú khen thưởng. Mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi được tới đâu hay tới đó. Vương Lập cũng chỉ có thể lựa chọn dạng này, lại qua 3 năm, Vương Lập tại cái này tiên ma thế gian đánh dấu 13 năm, có thể tiến về đánh dấu trọng yếu chỗ đặc thù, đều đã bị hắn đánh dấu xong địa phương còn lại đánh dấu lấy được khen thưởng thật sự là quá bình thường đối với hắn một chút trợ giúp đều không có sau đó ba năm này vương lập trên cơ bản đều lựa chọn tại phòng luyện đang đánh dấu thu hoạch được trân quý đang dược vương lập cảnh giới tăng lên tới vô lượng cảnh hậu kỳ không có cái mới phong phú khen thưởng vương lập tăng thực lực lên tốc độ giảm bớt rất nhiều trấn ma tháp phong cấm lực lượng cũng càng ngày càng yếu toàn bộ vạn ma phong đều biến thành một mảnh hát sắc ma vực mỗi đến ban đêm vô số yêu ma phát ra kinh khủng trống tiếng gào bởi vậy rất nhiều vũ hóa tiên tông đệ tử sợ trốn đệ tử càng ngày càng ít đường đường tiên đạo thập kình một trong tăng thêm tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng một chỗ thế mà không đến một ngàn người một ngày bạch thanh thiên đem thiếu tông chủ phượng thiên vũ sáu đại thần đài cảnh trưởng lão triệu tập đến cùng một chỗ nghị sự bằng vào ta đoán chừng tiếp qua ba tháng trấn ma tháp bên trong đại yêu hung ma nhóm liền có thể vọt ra bạch thanh thiên mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói chưởng giáo chí tôn bây giờ nên làm gì lục đại trưởng lão nóng vội nhìn về phía bạch thanh thiên ba năm này ta lật xem vũ hóa tiên tông tất cả điển tịch rốt cuộc tìm được biện pháp có một môn trận pháp gọi là phong ma đại trận cần chúng ta bảy người cùng một chỗ bố trận có thể gia cố trấn ma tháp phong ấn đến trong vòng trăm năm yêu ma không có khả năng lại lao ra nhưng tu vi của chúng ta cảnh giới còn chưa đủ lấy liên thủ bố trí xuống phong ma đại trận cho nên nhất định phải sử dụng bí pháp thiêu đốt chính mình toàn bộ tinh khí thần đem lực lượng tăng lên tới tối cao về sau chúng ta liền sẽ vẫn lạc chư vị trưởng lão các ngươi sợ hãi sao bạch thanh thiên khổ sở nhìn về phía lục đại trưởng lão rốt cục quyết định hy sinh trưởng giáo chí tôn có thể sống sót người nào không hy vọng sợ chết là sinh vật bản tính có điều có sống tại nhẹ lông chết bởi trọng sơn vì vũ hóa tiên tông mà hy sinh vì không cho những cái kia yêu ma đi ra nguy hại thế nhân ta nguyện ý xông pha khói lửa mặt đỏ trưởng lão cao giọng cười một tiếng phóng khoáng nói chúng ta nguyện ý vì tiên tông hy sinh chính mình còn lại năm vị trưởng lão cắn răng đồng dạng thấy chết không sờn nói vũ nhi sau này vũ hóa tiên tông thì giao cho ngươi chúng ta sau khi ngã xuống, đại võ vương triều tu luyện giả tông môn, tất nhiên sẽ thăm dò chúng ta tiên tông vạn năm nội tình. Đến lúc đó, chính là khảo nghiệm ngươi ải thứ nhất, có thể hay không vượt qua, toàn bộ nhờ chính ngươi. Đón lấy, Bạch Thanh Thiên thấm thí đối với Phượng Thiên Vũ dặn dò. Sư phụ yên tâm, có đệ tử tại một ngày, Vũ Hóa Tiên Tông liền sẽ không biến mất. Phượng Thiên Vũ lạc nước mắt, hắn bị Bạch Thanh Thiên nuôi lớn, tình như cha con, hắn hận chính mình thực lực yếu ớt, không thể cứu sư phụ của mình, cần phải đi hy sinh hắn nhóm, bi tráng, bầu không khí ngột ngạt, nhất thời trong đại điện nhộn nhạo, chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, dê, tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Bạch Thanh Thiên vẫn lạc, đại võ rục trịch. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đạt được phong ma đại trận, lực lượng gia trì về sau, trấn ma tháp rốt cục ổn định lại bên trong ma diễm thao thiên yêu khí trùng thiên yêu ma cũng hành quân lặng lẽ xuống tới lục đại trưởng lão tại chỗ tinh khí thần hao hết vẫn lạc trưởng giáo bạch thanh thiên theo một người trung niên tráng hán biến thành một cái gầy như que củi như là khô mộc lão giả yên tĩnh nằm tại trấn ma tháp nhất cấp trên bậc thang sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu đã ở vào thời khắc hấp hối lúc này thời điểm vương lập lặng yên đi tới ngươi chính là quét dọn vạn ma phong tạp dịch đệ tử vương lập đi bạch thanh thiên suy yếu nhìn về phía vương lập vương lập nói khẽ chưởng giáo không nghĩ tới ta chỉ là một cái tạp dịch đệ tử lại bị ngươi ghi vào trong lòng ta vẫn là xem nhẹ bố trí xuống phong ma đại trận độ khó khăn vừa mới chúng ta dù cho ông lấy quyết tâm quyết tử cũng vô pháp bố trí xuống đại trận tại tuyệt vọng thời khắc bỗng nhiên có một đạo năng lượng đánh tới trợ giúp chúng ta bày ra phong ma đại trận, có người trong bóng tối trợ giúp chúng ta. Ta đã là nhanh phải chết người, nói cho ta biết cũng không sao, xuất thủ người có phải là hay không ngươi? Ngươi là có hay không là ta vũ hóa tiên tông sư thúc tổ? Bạch Thanh Thiên khát vọng nhìn về phía vương lập thời khắc hấp hối. Bạch Thanh Thiên đối với Vũ Hóa Tiên Tông là thứ nhất lưu luyến không yên lòng như là phụ thân trước khi chết, không buông bỏ chính mình bất thành khí hài tử, nếu như, cùng hắn đoán đúng một dạng, thần bí sư thúc tổ thật tồn tại, như vậy, hắn cũng có thể mỉm cười chín suối, yên tâm mà đi, vương lập là hắn trước khi chết, có thể nhìn thấy duy nhất một người. Bạch Thanh Thiên cũng đành phải đem toàn bộ hy vọng, đặt ở trên người hắn. Chưởng giáo, ngươi an tâm đi thôi, tin tưởng vũ hóa tiên tông sẽ càng ngày càng tốt. Vương lập nắm Bạch Thanh Thiên tay, có chút thương cảm nói. Hắn không có chính miệng thừa nhận, nhưng cũng coi như chấp nhận vương lập tu luyện vũ hóa tiên kinh lại đạt được vũ hóa tiên tông khí vận gia thân làm vũ hóa tiên tông sư thúc tổ tồn tại cũng không đủ mặc kệ là vì mình hay là vì chính mình đối bạch thanh thiên hứa hẹn vũ hóa tiên tông hắn tất nhiên sẽ tận lực trợ giúp khí vận phiếu miểu thần bí sợ không được nhìn không thấy nhưng xác thực có rất nhiều chỗ huyền diệu mọi người thường nói vận khí chính là khí vận một loại hắn đã cùng vũ hóa tiên tông khí vận buộc ở cùng nhau tiên tông càng mạnh vương lập khí vận biến càng cao, khí vận càng cao, hắn tỷ lệ chết liền sẽ liền sẽ càng nhỏ, thì cùng trong tiểu thuyết khí vận chi tử nhân vật chính một dạng, người mang nghịch thiên cường đại khí vận, coi như nhân vật phản diện thực lực như thế nào cường đại, nhân vật chính đều có thể thuận lợi trốn qua một kiếp, đồng thời còn sẽ nhận được cơ duyên mà, vũ hóa tiên tông hủy diệt, vương lập khí vận liền sẽ biến cực kém. Liền như là trong truyền thuyết thằng xui xẻo một dạng, uống miếng nước đều có thể muốn sặc chết, bởi vậy, vì cái mạng nhỏ của mình có thể càng tốt hơn sống sót, Vương Lập tất nhiên sẽ dùng hết khả năng trong bóng tối giúp Vũ Hóa Tiên Tông phát triển cường đại, tăng lên chính mình khí vận. Ha ha ha, có sư thúc tổ tại, ta Vũ Hóa Tiên Tông nhất định có thể bình yên vô sự, thậm chí tái tạo năm đó tiên đạo thập kình chi huy hoàng. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Bạch Thanh Thiên như đứa trẻ con cao hứng cười lên, trước khi chết, có thể nhìn thấy thần bí sư thúc tổ một mặt là đúng hắn lớn nhất trấn an sư thúc tổ thực lực rõ như ban ngày đối với vũ hóa tiên tông sau cùng chấp niệm biến mất bạch thanh thiên cũng chậm rãi nhắm mắt lại không lâu phượng thiên vũ tới trước vừa mới bày trận thời điểm vì để phòng ngoại ý muốn phát sinh bạch thanh thiên cũng không có để hắn phía trên vạn ma phong ngươi là người phương nào vì sao ở chỗ này khi nhìn thấy vương lập thời điểm phượng thiên vũ cảnh giác nhìn về phía hắn hồi thiếu tông chủ ta là trấn ma tháp tạp dịch đệ tử Vương Lập, trưởng giáo đã tọa hóa, còn mời nén bi thương. Vương Lập nói ra, Phượng Thiên Vũ không có trả lời, biến đến bắt đầu trầm mặt, sau đó đi tới, ông lấy bạch thanh thiên thi thể rời đi. Tu luyện giới tàn khốc vô cùng, ngươi không chết, chính là ta vong. Nếu không thể tu luyện tới thiên hạ vô địch cảnh giới, quyết không thể tùy tiện bại lộ thân phận rời núi. Bạch Thanh Thiên chết, cho Vương Lập một cái cảnh cáo cái thế giới này vô cùng nguy hiểm tùy thời đều có thể vẫn lạc, hắn không phải một cái ưa thích mạo hiểm, đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm phía dưới tính cách, chú ý cẩn thận, mỗi lần hành động làm tốt vạn toàn bảo mệnh chuẩn bị, đều là vương lập chuẩn bị thời điểm, bởi vậy, ở kiếp trước địa cầu làm lính đánh thuê thời điểm, vương lập mới có thể mỗi lần trở về từ cõi chết. Trở thành lính đánh thuê giới bất tử thần thoại, hắn từ trước tới. Giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến, không có tầng 10 nắm chắc chạy trối chết nhiệm vụ hắn trên cơ bản sẽ không đi làm, đảo mắt, đại thời gian nửa tháng đi qua, vũ hóa tiên tông trưởng giáo Bạch Thanh Thiên, sáu đại thần đại cảnh trưởng lão vẫn lạc, tin tức này, truyền khắp toàn bộ đại võ vương triều, cái này trên cơ bản xem như, vũ hóa tiên tông cao tầng, toàn bộ bỏ mình, đại võ đệ nhất tiên tông nền tảng, ầm vang sụp đổ. Đại võ vương triều cảnh nội tu luyện tông môn, bắt đầu rục trịch. Ngóc đầu dậy, thậm chí bao gồm đại võ hoàng thất cũng ý bắt đầu chuyển động, 300.000 đại quân tinh nhuệ bắt đầu điều đến Vũ Hóa Tiên Sơn phụ cận Hắc Long thành đóng quân. Phải biết, Vũ Hóa Tiên Tông thế nhưng là đại võ trấn quốc tiên tông, hưởng thụ đại võ cung phụng, đại võ vương Triều tổ tiên, có thể bình định thiên hạ, thành lập một phương vương triều, còn là dựa vào Vũ Hóa Tiên Tông giúp đỡ, người chết như đèn diệt, đối mặt đã xuống dốc đến cực hạn dê béo Vũ Hóa Tiên Tông, đại võ vương Triều đã sớm quên đã từng ân tình. Có chỉ là vô cùng vô tận tham lam, tại nhiều nhiều thế lực trục trịch thời điểm cũng không có người nhớ đến trắng xanh bọn họ hy sinh công lao, nếu như trấn ma tháp yêu ma chạy ra đến, không chỉ có vũ hóa tiên tông muốn xong đời, đối mặt tàn nhẫn tàn phá bừa bãi yêu ma, toàn bộ đại võ vương triều đều lại biến thành một mảnh cho tàn, thậm chí, tác động đến toàn bộ Nam Châu, ai cũng trốn không thoát, nhưng không có người bởi vậy dạng này cảm kích vũ hóa tiên tông, ngược lại bắt đầu thăm dò tiên tông. Tài phú, đã từng tiên đạo thập kình A, nội tình đó là vô cùng hùng hậu không có thực lực thủ hộ tự nhiên sẽ dẫn tới tham lam đàn sói đây chính là tu luyện giới tàn khốc pháp tắc muốn rất tốt sống sót tất yếu dựa vào chính mình lại qua nửa tháng đại võ vương triều truyền chỉ thái giám buông xuống vũ hóa tiên tông lấy phượng thiên vũ tuổi nhỏ không thể chấp chưởng tiên tông chức trách lớn làm lý do mệnh hắn giao ra chưởng giáo đại vị phượng thiên vũ tự nhiên không theo nộ sát hung hăng càng quấy truyền chỉ thái giám võ hoàng tức giận theo hạ đạt tiêu diệt vũ hóa tiên tông mệnh lệnh đại võ sáu đại tu luyện giả tông môn trường bạch kiếm phái tinh nguyệt cung tử dương tông nam ly giáo vân phá tông phong âm lâu trợ trận phái ra cao thủ đến đây đối mặt rất nhiều thế lực khí thế hung hăng mà đến toàn bộ vũ hóa tiên tông biến đến lòng người bàn hoàng lên trưởng giáo bạch thanh thiên cùng lục đại trưởng lão đều vẫn lạc tuổi trẻ mới trưởng giáo có thể hay không mang tiên tông vượt qua cửa ải khó rất nhiều đệ tử trong lòng hiển nhiên đều là câu trả lời phủ định, sau đó, đại lượng đệ tử bắt đầu chạy ra tiên tông, lớn như vậy vũ hóa tiên tông, còn thừa lại không đến 200 người, đương nhiên, có thể lưu lại người, đều là tuyệt đối trung thành, thấy chết không sờn, chuẩn bị vì tiên tông chết theo. Xem ra, lần này lại được đại khai sát giới. Vương Lập lắc đầu, một đám tiểu tạp mau, Vương Lập làm sao có thể cho phép bọn họ hủy diệt vũ hóa tiên tông, phá hư chính mình khí vận. Huống hồ, tại vũ hóa tiên tông sinh sống hơn 10 năm, trong lòng tự nhiên có tình cảm cũng không muốn xây dịch chính mình ổ chó, chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, dê, tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Liên quân đột kích, vây khốn vũ hóa phong Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một ngày này, Vương Lập ngay tại trấn ma tháp phụ cận đánh quét lá rụng, trưởng giáo phượng thiên vũ vậy mà đi tới, đi vào Vương Lập trước người. Vương Lập, ta đã tuyên bố giải tán tạp dịch viện, nghỉ việc mọi người về nhà. Tất cả mọi người lựa chọn rời đi, ngươi vì sao không rời đi? Ngươi một cái tạp dịch đệ tử, lưu lại cũng không có tác dụng gì, còn không bằng rời đi bảo mệnh. Phượng Thiên Vũ có chút giật mình hỏi, Bạch Thanh Thiên tọa hóa ngày đó, Vương Lập tại Phượng Thiên Vũ trước mặt tự báo qua thân phận, bởi vậy, hắn nhớ kỹ Vương Lập cái này cái tạp dịch đệ tử. Bẩm trưởng giáo, đệ tử ở chỗ này ăn ngon ngủ tốt đã sớm đem vũ hóa tiên tông trở thành nhà của mình vì sao muốn rời đi vương lập sững sờ không hiểu nhìn về phía phượng thiên vũ rời đi làm sao có thể trừ phi thật có nguy hiểm tính mạng nếu không vương lập là không thể nào rời đi nơi này thế nhưng là phúc của hán địa ha 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 không nghĩ tới tại sao cùng thời điểm một cái chỉ có tụ khí tứ trọng tạp dịch đệ tử so với những cái được gọi là chân truyền đệ tử còn muốn trung tâm Phượng Thiên Vũ tự dẫu nở nụ cười, những đệ tử chân truyền kia, hưởng thụ lấy vũ hóa tiên tông bao nhiêu tư nguyên, thế nhưng là đến sinh tử tồn vong thời khắc, đều lựa chọn chạy trốn bảo mệnh, còn không bằng một cái tạp dịch đệ tử, phải biết, tạp dịch đệ tử nói trắng ra là cũng là tiên tông công nhân vệ sinh, mỗi ngày quét dọn vệ sinh, còn thường xuyên bị nội môn, ngoại môn đệ tử khi nhục, trào phúng, coi như tu luyện, cũng chỉ có thể tu luyện một số trên giang hồ thô ráp võ học, loại tình huống. Này, rất nhiều người tạp dịch đệ tử trong lòng là có lời oán giận, dù sao, trở nên nổi bật là mỗi người mộng tưởng, nhưng tạp dịch đệ tử cả một đời đều không thể làm đến, đối với vũ hóa tiên tông tự nhiên không có có bất luận cảm tình gì, càng chưa nói tới trung tâm. Bởi vậy, cả tên tạp dịch viện, trước mắt thì vương lập một người lưu lại, vương lập nếu như biết phượng thiên vũ ý nghĩ, chỉ có thể nói tiếng, người trẻ tuổi, người suy nghĩ nhiều, trung tâm có thể giá trị bao nhiêu tiền, vương lập nguyên tắc làm người chính là an toàn đệ nhất. Chú ý cẩn thận, nếu như vũ hóa tiên tông thật gặp không thể địch địch nhân, quản chi liên quan đến lấy chính mình khí vận, hắn cũng sẽ không chút do dự chạy trốn, tất cả mọi thứ, tại tánh mạng trước mặt, là lộ ra được bao. Nhiều trắng xám bất lực, không có có sự sống, tất cả mọi thứ đem biến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho dù là trong truyền thuyết cực phẩm tiên khí, cũng không hề có tác dụng mà, còn sống, hết thảy tất cả mới có hy vọng, tiên khí, bảo vật mới có tư bản đi hưởng thụ, chết tử tế không bằng vô lại còn sống, nếu quả thật gặp nguy hiểm ngày nào đó, vương lập sẽ không từ thủ đoạn, tìm kiếm nghĩ cách sống sót, còn sống. Mới là hắn nhân sinh lớn nhất truy cầu cái gì thành tiên, thành vì thiên hạ chúa. Tể, đều là phù vân, không phải vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như lựa chọn rời núi, hùng bá một phương, hưởng hết nhân gian phú quý, chúa tể hàng tỷ sinh linh tánh mạng, dễ như trở bàn tay. Ngươi đi vào tiên tông đã bao nhiêu năm? Phượng Thiên Vũ hỏi. 13 năm. Vương Lập trả lời. 13 năm. Tụ khí tứ trọng, ai? Đáng tiếc a, à, ngươi là một cái tạp dịch đệ tử, không có tu luyện thiên phú, không phải vậy ta nhất định thu ngươi làm đồ. Phượng Thiên Vũ thở dài nói, loại thiên phú này, coi như mình thu hắn làm đồ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Đa tài trưởng giáo hảo ý. Đệ tử ưa thích cuộc sống bây giờ, cũng không có hy vọng xa vời làm nội môn đệ tử. Sáng sớm hưng quét lá rụng, mặt trời lặng ngủ ngon, nhàn đến xem sao nguyệt, trèo lên đỉnh lãm quần phong. Vương Lập lạnh nhạt bình tĩnh cười nói, Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên trợn tròn mắt, hắn phát hiện, vị này tạp dịch đệ tử trên thân, đột nhiên chảy ra một loại siêu nhiên tại bên ngoài khí tức. Để hắn giờ phút này đối mặt tiên tông sinh tử tồn vong nguy cơ, biến đến tâm phù khí táo tâm tính bình hòa xuống tới. Vương Lập, ta đột nhiên phát hiện, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, tâm cảnh là mạnh mẽ như vậy. Nếu như ngươi có tu luyện thiên phú, tiền đồ bất khả hạn lượng. Phượng Thiên Vũ rốt cục coi trọng Vương Lập nhất đẳng, đây là một cái không đơn giản tạp dịch đệ tử, tâm cảnh cường đại, để hắn đều mặc cảm. Ha ha ha, trưởng giáo quá khen, ta một cái tạp dịch đệ tử, ăn uống no đủ thì thỏa mãn, từ nơi nào biết cái gì tâm cảnh không tâm cảnh. Vương Lập lắc đầu, cười nói, Phượng Thiên Vũ trầm mặt lại, nhìn vẻ mặt bình thản, không lấy vật vui không lấy chính mình buồn Vương Lập, có lẽ, vô dục vô cầu, mới có thể để cho người biến đến tâm cảnh siêu nhiên, lạnh nhạt không có gì, Vương Lập sở cầu, cũng chỉ có thật tốt sống sót, theo thời gian trôi qua, đại võ Vương Triều 300.000 đại quân, 6 đại tông môn, cùng tương ứng hiệu triệu một số tiểu tông tiểu phái, rốt cục dết đến đây, binh vây vũ hóa tiên sơn vũ hóa tiên tông lực lượng, đã suy. Rơi tới cực điểm, tự nhiên không có có dư thừa lực lượng đi thủ hộ còn lại phong mạch, sau đó, đem tất cả lực lượng, đều tập trung vào vũ hóa phong phía trên, từ bỏ còn lại tất cả ngọn núi, bất quá, vương lập cũng không hề rời đi vạn ma phong, tiếp tục quét hắn lá trụng, cao nhân tự nhiên phải có cao nhân phong độ, bọn này tiểu tạp mau, còn không đủ để cho hắn xây dịch ổ chó, mấy chục vạn đại quân, cờ xí như rừng, tu kiến công sự phòng ngự, đem vũ hóa phong làm thành một vòng, vây quanh nước chảy không. Lộc thường nói, người qua 10.000 vô bờ vô bến, 300.000 đại quân, thêm lên tông môn người, có thể dùng người đông tấp nập để hình dung, bất quá, làm đã từng tiên đạo thập kình, tự nhiên vẫn còn có chút nội tình, một nói lòng ánh sáng màu xanh, đem vũ hóa phong bảo vệ, tạm thời ngăn trở liên quân công phía trên vũ hóa phong, tạm thời không có công phía trên vũ hóa phong, những thứ này trước đến cướp đoạt vũ hóa tiên tông tài phú thế lực, tự nhiên đã sớm đã đời không kịp lúc này thời điểm liền có ba người lên vạn ma phong sư phụ vạn ma phong thế nhưng là trấn ma tháp vị trí nơi này ma khí trùng thiên khẳng định có nguy hiểm tính mạng chúng ta tới làm gì một vị người mặc thúy quần áo xanh lục thiếu nữ sợ nói ra đúng thế sư phụ ta cảm giác toàn thân tại run rẩy tâm lý cực sợ chúng ta vẫn là rời đi đi một cái khác thanh niên khẩn trương nói ra vi sư có thể có biện pháp nào? Chúng ta là dương môn thế lực nhỏ yếu, căn bản không có thực lực đi còn lại phong mạch cùng thế lực khác tranh đoạt lợi ích. Cũng chỉ có thể đầy đủ đến cái này mọi người cũng không nguyện ý tới vạn ma phong, tìm kiếm chút vận may. Lão giả cũng rất bất đắc dĩ a à, chỉ đổ thừa thực lực quá yếu. Ừm. Bỗng nhiên là thiên sâm thần sắc biến đổi, chỉ thấy một vị thiếu niên mặc áo bào xanh, ở nơi đó nhàn nhã quét lấy lá rụng quét trác tạp dịch đệ tử bây giờ đang ở đại võ vương triều hiệu triệu dưới đông đảo thế lực đến đây tấn công vũ hóa tiên tông ha ha không có đến cái này vạn ma phong phía trên lại còn có tiên tông tạp dịch đệ tử nhàn nhã quét trác ha 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 rất lớn mật có điều nếu là tiên tông người vậy thì phải chết la thiên sâm không có bất kỳ cái gì khách khí hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng quét trác vương lập đánh lén mà đi bất quá Kết quả để hắn quá sợ hãi, hắn thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, đánh lén một cái tụ khí cảnh tạp dịch đệ tử, thế mà vô hụt, vô cùng kỳ quái, như là gặp quỷ một dạng, khó có thể tin. Lão gia hỏa, ngươi không nói võ đức, đánh lén ta một cái hai mươi mấy tuổi, chỉ có tụ khí bốn trọng cảnh giới người trẻ tuổi, còn có mặt mũi sao. Vương lập tiếp tục quét lấy lá rụng, không có nhìn ba người, mây trôi nước chảy nói ra, một cái quét rác tạp dịch đệ tử, căn bản không có đem ba người để ở trong lòng, quá kỳ quái, chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, dê, tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Liên quân xấu kế, tiền tông có nội ứng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Làm sao có thể? Ngươi Ngươi chỉ có tụ khí tứ trọng khí tức, bằng cái gì có thể né tránh công kích của ta? La Thiên Sâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chấn động vô cùng mà nhìn xem quét trác vương lập hắn nhưng là thiên nhân cảnh cường giả, làm sao có thể công kích sai lầm, đúng, chính mình vừa mới nhất định gặp quỷ, dù sao đây là trấn ma tháp vị trí, ma khí trùng thiên bị ma khí ảnh hưởng, công kích sai lầm cũng bình thường, cũng chỉ có thể dạng này cưỡng ép giải thích. Tiểu tử, cái này vạn ma phong bên trong có bảo vật gì không? Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi tìm, Nói không chừng có thể làm cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, hiện tại thì giết ngươi." La Thiên Sâm ngữ khí rết lạnh uy hiếp nói, một cái quét rác tạp dịch đệ tử, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Không chỉ có tự tiện xông vào địa bàn của ta đến đánh lén ta một cái quét rác người trẻ tuổi, còn mở miệng uy hiếp ta. Ngươi nói các ngươi đáng chết sao?" Vương lập chậm rãi quét lấy lá rụng, Kinh đạm đọc nhấn rõ từng chữ nói, cái này khiến ba người hơi có chút kinh ngạc, người này não tử tú đầu sao chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, thế mà không sợ bọn họ. Người cái tủ khí tứ trọng phế vật, cũng dám uy hiếp ta sư phụ. Người thanh niên kia nhất thời tất giận tím mặt, muốn tại sư phụ của mình trước mặt biểu hiện một phen chân linh cảnh trung kỳ khí tức bạo phát đi ra, sau đó trực tiếp xông tới, muốn bắt vương lập tới tra hỏi. Ai, nhất định phải uổng đưa tánh mạng, ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Vương lập thở dài một tiếng, không có định chỉ chính mình quét lá rụng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, tự hồ đều không thể ngăn dừng hắn quét rác, làm thanh niên tới gần hắn năm trường phạm vi thời điểm phát sinh cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn một mạng, thanh niên toàn bộ nhục thể trong nháy mắt hóa thành một chùm sương máu, một tia cặn bã đều không có để lại, từ đầu đến cuối, vương lập đều không có xem thanh niên liếc một chút, cũng không có động thủ. Quá kinh khủng, quá quỷ dị, là thiên sâm lúc này thời điểm mới hiểu được cảm tình vừa mới không phải mình bị ma khí ảnh hưởng công kích không ra mà chính là trước mắt thực lực của người này đáng sợ tới cực điểm toàn thân có thể tản mát ra một cổ vô hình khí tràn lĩnh vực vô hình ở giữa vỡ vụn địch nhân loại thực lực này tuyệt đối đứng tại nam châu đỉnh cao cường giả mới sẽ có được vũ hóa tiên tông không hổ là đã từng tiên đạo thập kình thật là đáng sợ tùy tiện một cái quét trác tiểu tử đều viễn siêu ta quyết định đến làm tiền, là lão phu qua loa. Chính mình đại đệ tử bị miễu sát, là thiên sâm không chỉ có không dám báo thù, còn dọa đến tê cả da đầu, lúc này trốn vào đồng hoang mà đến. Tới, cũng không cần muốn đi, vĩnh sinh lưu lại bồi trấn ma tháp bên trong đám kia yêu ma đi. Vương Lập có làm sao có thể để hắn đào tẩu, hắn cũng đã gặp qua diện mục thật của mình, lập tức, hai mắt trừng một cái, một cổ năng lượng kinh khủng bay thẳng la thiên sâm đánh tới. Lạc nhi, vi sư nuôi dưỡng ngươi nhiều năm ngươi là thời điểm báo đáp vi sư la thiên sâm trong lòng một phát hung ác không có dấu hiệu nào đem bên cạnh mình đệ tử trực tiếp ném về đằng sau ý đồ ngăn cản vương lập công kích không sư phụ ta không muốn chết thiếu nữ tuyệt vọng khóc lên tuyệt đối không ngờ rằng sư phụ của mình như thế nhẫn tâm nàng còn có rất tốt thanh xuân niên hoa nàng không cam tâm chính mình thì chết đi như thế quanh vương lập cũng không có thương hương tiết ngọc cản ở phía trước thiếu nữ trực tiếp biến thành một chùm sương máu, mà lại, hắn phát ra năng lượng cũng không có bị ngăn cản, tiếp tục phóng tới La Thiên Sâm. Không, tiền bối tha mạng, ta không cần phải đến đây vạn ma phong, càng không cần phải đánh lén ngươi, buồn tha ta một cái mạng chó đi. La Thiên Sâm hoảng sợ cầu xin tha thứ, hắn cảm giác hậu bối phát lạnh, cảm nhận được ngạt thở. Đã chậm, ngươi không cần phải đi đến vạn ma phong tới. Vương lập thanh âm đạm mạc, gặp qua hắn xuất thủ chân diện mục, còn muốn sống, trên cơ bản là không thể nào, lập tức, tại một tiếng hét thảm về sau, la thiên sâm đồng dạng hóa thành một chùm sương máu, biến mất ngay tại chỗ, liền giết ba người, Vương Lập cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, tiếp tục quét hắn lá trụng, dường như, hắn thật chỉ là một cái quét rác tạp dịch đệ tử thôi, hết thảy mọi người cùng sự tình, đều cùng hắn không có quan hệ, không nên quấy rầy hắn quét rác là được. Rồi, đi qua mấy ngày cướp sạch liên quân đem ngoại trừ vũ hóa phong tất cả phong mạch tất cả đều cướp sạch trống không may ra các phong có thể dời đi đồ tốt đều tận lực bị chuyển vào vũ hóa phong bởi vậy vũ hóa tiên tông tổn thất cũng không phải là đặc biệt to lớn đương nhiên tỷ như mộ kiếm sơn cốc tiên tông thánh địa này địa phương biết rõ bên trong có rất nhiều bảo vật liên quân cũng không dám xông vào nơi này chính là cấm địa nguy hiểm vô cùng liền vương lập cũng không dám tự tiện xông vào cũng chính vì vậy rút sạch chút đồ vật kia, xa xa không thỏa mãn được liên quân khẩu vị. Sau đó, chiến ý dân cao, bắt đầu tấn công vũ hóa phong. đáng tiếc, có hộ phong đại trận tại, không ngừng phát ra các loại lợi hại công kích, hỏa cầu, thiên lôi, phong nhận, kim quan, cuốn quanh, dìm nước, đất nước, đem liên quân điên cuồng thế công, cho ngăn trở cản lại. đáng giận, cái kia ngũ hành đại trận quá mạnh, chúng ta thế nào mới có thể công phá nó? Liên quân đại doanh. Một vị mập mạp như heo trung niên nam nhân gào lên, "Đại võ Vương Triều, võ hoàng bào đệ tỉnh vương võ Thiên Thái, đừng nhìn một thân thịt mỡ, mập đến liền đi bộ tự hồ cũng rất chật vật bộ dáng, nhưng xác thực một cái không hơn không kém thần đài cảnh đại cao thủ, đừng nói võ Thiên Thái sắc mặt nhìn không tốt, sáu đại tông môn đại biểu đồng dạng cũng là, tại phá trận thời điểm, bọn họ đã tổn thất rất nhiều đệ tử." Nếu như cứ như vậy tay không mà về, không cam tâm tới cực điểm. Ha 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 mọi người đừng sợ, lão phu đã nghĩ kỹ biện pháp làm sao phá trận. Lúc này thời điểm, một vị tóc hoa râm, tướng mạo xem ra thì rất bị ổi gian trá lão giả, nở nụ cười chính là tinh nguyệt cung cung chủ Đinh Đại Thu. Ừm. Đinh cung chủ có gì diệu kế? Chúng người ánh mắt sáng lên, đều là đều nhìn về Đinh Đại Thu, Đinh Đại Thu người này, am hiểu dùng độc, là người gian trá giảo hoạt, tâm tàn ngàn vạn xấu kế, ngày thường mọi người cũng không nguyện ý cùng hắn liên hệ, sợ bị hắn ám toán, thế nhưng là, hôm nay cùng thuộc một phe cánh, thì coi là chuyện khác. Cái này ngũ hành đại trận, chủ yếu là Phượng Thiên Vũ đang chủ trì. Như cùng hắn không có chủ trì đại trận năng lực, hộ phong đại trận chẳng phải tự động phá sao. Đinh Đại Thu Lộ đã xuất thần bí nụ cười quỷ dị. Đinh Cung Chủ, lời này của ngươi không phải đợi tại nói vô ích sao. Phượng Thiên Vũ hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại có thần đài cảnh tu vi, làm sao có thể mất đi chủ trì đại trận năng lực vân phá tông tông chủ vân thiện lắc đầu nói ra đúng vậy a à, phượng thiên vũ ở bên trong đại trận chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó hắn làm sao có thể để hắn mất đi chủ trì đại trận năng lực a à? tử dương tông đại trưởng lão nói ra chúng ta ngoài trận tự nhiên không có cách nào ra tay với hắn nhưng không có nghĩa là tại vũ hóa phong phía trên chúng ta không có người tại đinh đại thu cười nói cái gì? Người nói tại vũ hóa phong phía trên, có nội ứng của chúng ta. Ha ha ha, cái này quá tốt. Mọi người nhất thời đại hỷ lên, có thể phá mất cái kia đáng chết ngũ hành đại trận, tự nhiên vui vẻ. Ha ha, mà lại người kia Phượng Thiên Vũ có nằm mơ cũng chẳng ngờ là ai, ta đã xếp vào hắn tại Tiên Tông gần trăm năm. Đinh Đại Thu đắc ý phá lên cười, chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, dê, tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Chưởng giáo trúng độc, ngũ hành đại trận bị phá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ban đêm, vũ hóa phong phía trên, một vị người mặc kim sắc trường bào thanh niên, hóa thành một đạo mị ảnh, né qua tuần sơn đệ tử, lặng lẽ lẽn đến một chỗ tối tăm ẩn bí chi địa. Sau đó, từ trong ngực lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính nhất thời, cổ kính bắn ra một đạo quan trụ đi ra, tại màn đêm đen kịt bên trong, ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Gặp qua phụ thân. Thanh niên mặc kim bào vội vàng hướng lấy hư ảnh hành lễ. Ha ha, Phượng Thiên Vũ nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn kính yêu đại sư huynh là con ta, ta tin nguyệt cung thiếu cung chủ. Đinh Đại Thu hư ảnh phá lên cười, Đinh Đại Thu, đúng là cái đa mưu túc trí, âm ngoan dảo trá thế hệ, không tiếc đem con của mình đưa vào tiên vũ hóa tiên tông trăm năm, vì thì có cũng có ngày đưa đến tác dụng tham lam hắn đối với đã từng tiên đạo thập kình nội tình có thể là phi thường khát vọng phụ thân anh minh thần võ ha ha đã sớm ngờ tới vũ hóa tiên tông hội ngộ khó ta bảy tuổi thời điểm liền để ta bái nhập tiên tông cũng có ngày có thể làm làm nội ứng đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng bái nhập tiên tông về sau đinh phong biểu hiện xác thực phi thường tốt nho nhã lễ độ một bộ đối tiên tông trung tâm chuyên nhất thái độ, tự nhiên lấy được Bạch Thanh Thiên cùng Phượng Thiên Vũ tín nhiệm, có thể nói, lúc này Đinh Phong được cho Vũ Hóa Tiên Tông nhân vật số 2, Phượng Thiên Vũ vô cùng tín nhiệm đại sư huynh. Ngươi là cha đưa cho ngươi thất tinh diệt sinh đan, lặng lẽ để Phượng Thiên Vũ ăn vào. Ha ha, đến lúc đó coi như đại la kim tiên hạ phàm, cũng cứu không được hắn. Thất tinh diệt sinh đan là tinh nguyệt cung mạnh nhất độc dược, trúng độc người, coi như đạo cung đại viên mãn đều sẽ vẫn lạc phụ thân phượng thiên vũ thế nhưng là thần đài cảnh cao thủ nếu như thất tinh diệt sinh đang không thể trong nháy mắt muốn tính mạng của hắn ta cũng có rất lớn nguy hiểm đinh phong chân mày câu lại nói ra lo lắng của mình tuy nhiên hắn là thiên nhân cảnh đại viên mãn cao thủ nhưng phượng thiên vũ không chỉ có thần đài trung kỳ tu vi hơn nữa còn là hiếm thấy yêu nghiệt chiến lực thông thiên hắn nếu như không có trong nháy mắt mất mạng bạo phát hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn ta yên tâm, sau khi ăn vào, Phượng Thiên Vũ tất nhiên lập tức mất mạng, không có khả năng xuất thủ thương tổn được ngươi. Đinh Đại Thu lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười. Vân thưa phụ thân, hài nhi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Đinh Phong cười một tiếng, lộ ra một tia tà dị sát khí, sau đó, hắn thu hồi cổ kính, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ, quy tiên tiên cung, các đời vũ hóa tiên tông trưởng giáo ở tẩm cung, lúc này, Phượng Thiên Vũ ngay tại nghiên cứu các đời vũ hóa tiên tông điển tịch, hy vọng có thể tìm tới phá địch chi pháp, dù sao, bị một mực vây khốn tại vũ hóa phong phía trên cũng không phải biện pháp, mãi cho đến đêm khuya, hắn cũng còn tại cầm nến tìm độc. Phượng Thiên Vũ vuốt vuốt chính mình một đôi con mắt đỏ. Ngầu, khu trừ một chút mỏi mệt, từ khi liên quân tấn công núi đến nay, hắn liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua, dù sao, hắn là trưởng giáo chí tôn, tất cả đại sự đều đặt ở hắn trên người một người, áp lực cực lớn dưới, hắn cũng không có cách nào đi nghỉ ngơi thật tốt, trừ phi thành tiên, thoát ly phạm khu, nếu không, ăn cơm, ngủ, liền xem như trường sinh cảnh đại tu luyện giả cũng chuyện phải làm. Chưởng giáo, ngươi vẫn còn bận rộn nha. Lúc này thời điểm, Đinh Phong cười đi đến, giả bộ như một bộ rất quan tâm bộ dáng, có thể tùy ý tiến vào quy tiên tiên cung, có thể thấy được Phượng Thiên Vũ đối với hắn là cỡ nào tín nhiệm. Nguyên Lai là đại sư huynh, ngươi tại sao không có đi nghỉ ngơi? Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên người tới, mỉm cười. Đây là ta trân quý thật lâu rượu ngon, có khu trừ mệt mỏi công hiệu, cố ý mang cho ngươi tới. Chưởng giáo, trước uống một chén tửu nâng chút tinh thần đi." Nói, Đinh Phong đã rót đầy một chén rượu, đưa tới Phượng Thiên Vũ trước mặt, cười nói. "Nhiều tạ đại sư huynh hảo ý." Toàn bộ Vũ Hóa Phong phía trên Đinh Phong thế nhưng là Phượng Thiên Vũ người tín nhiệm nhất, tự nhiên không có hoài nghi hắn, không chút do dự bưng chén rượu lên, một miệng uống vào khi uống vào tử về sau, Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên toàn thân chấn động, toàn bộ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng xuất hiện. Ngươi, đại sư huynh, tại sao muốn độc hại ta, ngươi thế nhưng là người mà ta tín nhiệm nhất. Phượng Thiên Vũ mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn lấy đại sư huynh của mình, phốc phốc, một ngụm máu đen, trong nháy mắt theo trong miệng của hắn phun tới, cái này người mà mình tín nhiệm nhất, lại muốn độc hại chính mình, trong lòng bi thương đến cỡ nào sâu. Ha ha ha, là người ngu xuẩn, nhất định phải như thế tín nhiệm ta, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đinh Phong đắc ý phá lên cười, diệt vũ hóa tiên tông, là hắn có thể đầy đủ trở lại tinh nguyệt cung làm thiếu cung chủ. Đinh Phong, ngươi không nên quá đắc ý, coi như ta chết, ta vũ hóa tiên tông hủy diệt, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Bỗng nhiên, Phượng Thiên Vũ bào phát lên, nhanh như thiểm điện nhất trưởng bổ về phía Đinh Phong, bành, làm thần đại cảnh toàn lực nhất trưởng, lực lượng tự nhiên vô cùng to lớn, trực tiếp đem Đinh Phong đánh bay mười trượng xa, hung hăng nện ở một cái trụ lớn phía trên, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Phụ thân, ta là ngươi nhi tử, ngươi thế mà lừa ta. Đinh Phong không cam lòng quát, hắn vạn lần không ngờ, phụ thân của mình vì độc hại vũ hóa trưởng dậy, không tiếc hy sinh con của mình. Ha ha ha, hổ dữ không ăn thịt con, không nghĩ tới ngươi lợi hại độc đến, liền con của mình đều không buông tha. Ta đinh phong cả đời làm sai nhất đích một việc, chính là đầu thai sai rồi. Một trận tuyệt vọng, hối hận bên trong, đinh phong dần dần sinh cơ đoạn tuyệt, đã chết đi, tinh nguyệt cung phía dưới độc nổi tiếng thiên hạ, nhưng dù sao chỉ là đại võ vương triều cảnh nội tiểu tông môn làm sao có thể luyện chế ra, có thể trong nháy mắt độc chết thần đài cảnh độc đan, phải biết, thần đài cảnh, trên cơ bản ở vào đại võ vương triều đỉnh phong, thất tinh diệt sinh đan, cũng chỉ có thể để thần đài cảnh cao thủ trọng thương, thực lực đại tổn thôi, đinh đại thu nói như vậy, tự nhiên là vì trấn an nhi tử tâm, để hắn yên tâm đi đối phượng thiên vũ hạ độc, quả nhiên, là một cái thủ đoạn độc ác, độc ác vô tình người, vì trở thành đại kế. Chí thân cũng có thể hy sinh ngày thứ hai liên quân tiếp tục bắt đầu tiến công vũ hóa tiên tông, bất quá, lần này, ngũ hành đại trận lực lượng đại giảm, không tiếp tục có thể ngăn cản với dưới quân thế công. Vương gia, vương gia, đại hỷ, đại hỷ, ngũ hành đại trận bị phá, bị phá. Thám tử kích động nhanh chóng chạy vào liên quân đại doanh. Ha ha ha, xem ra con ta hạ độc thành công, phượng thiên vũ thực lực đại tổn. Đinh đại thu đắc ý nở nụ cười, đến mức khi sinh một đứa con trai, hắn căn bản không có để ở trong lòng thê thiếp thành đàn, háo sắc hắn, nhi tử không có một trăm cũng có tám mươi. Lần này còn nhờ vào đinh cung chủ, nếu không chúng ta căn bản công không lên vũ hóa phong. Võ Thiên Thái vui vẻ nói. Vương gia, con ta vì đại kế hy sinh chính mình, tuy nhiên hắn chết, hay là hy vọng vương gia phân hắn một phần lợi ích, lấy an ủi trên trời có linh thiên đinh đại thu bỗng nhiên biến đến một mặt bi thương tuy nhiên hy sinh một đứa con trai chính mình không quan tâm nhưng cũng muốn trang giả bộ đáng thương thu hoạch được càng nhiều lợi ích đinh cung chủ xác thực hy sinh rất lớn không có ngươi chúng ta không phá được trận đến lúc đó sẽ thêm phân ngươi nhi một phần võ thiên thái suy tính một hồi gật đầu đồng ý dù sao ngũ hành đại trận có thể phá mất thật sự là tinh nguyệt cung công lao bốn phía người thì là đối đinh đại thu một trận tê cả da đầu người này hung ác lên thế mà nhi tử đều không để ý, chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, dê, tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Từ trên trời giáng xuống một chưởng, chấn kinh mọi người. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không có ngũ hành đại trận ngăn cản, liên quân tự nhiên rất nhanh dết đến tận Vũ Hóa Phong, Phượng Thiên Vũ đem tất cả Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử, toàn bộ tập trung vào Quy Tiên Quảng Trường, chuẩn bị cùng mọi người cùng một chỗ lấy thân tuẩn tông, không có trận pháp thủ hộ, hắn thực lực bây giờ lại tổn thất lớn, không thể nào là liên quân đối thủ, cộc cọc cọc mấy chục vạn đại quân như là sóng triều đồng dạng, điên cuồng tràn vào đỉnh núi, chiếm cứ vũ hóa phong phía trên tất cả muốn xử, lúc này thời. Điểm, Võ Thiên Thái mang theo sáu đại tông môn đại biểu, bay tới quy tiên quảng trường, đem Phượng Thiên Vũ bọn người vây ở Trung ương. Hư hư, Phượng Thiên Vũ, đây chính là người chống lại hoàng mệnh xuống tràng. Võ Thiên Thái vẽ mặt đắc ý mà nhìn xem, trắng bệt phượng thiên vũ. Trước kia vũ hóa tiên tông cao cao tại thượng, hắn là cao quý thân vương cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn lên. Hiện tại, rốt cục phong thủy luân chuyển, nhanh điểm giao ra các ngươi vũ hóa tiên tông tất cả nội tình, nếu không để cho các ngươi đẹp mắt. Sáu đại tông môn đại biểu, thì là kích động hướng về phượng thiên vũ bức bách mà đi, bọn họ đến đây mục đích không chính là vì Vũ Hóa Tiên Tông nội tình sao, tùy tiện thu hoạch được một bản cao đẳng công pháp hoặc là pháp thuật, vậy bọn hắn tông môn đều lại bởi vậy cất cánh, Phượng Thiên Vũ cười ha hả, thấy chết không sờn mà nhìn xem mọi người, những cái này Vũ Hóa Tiên Tông các đệ tử, tuy nhiên một số sắc mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nhưng cũng không có lùi bước. Sư thúc tổ, như thế nào thật có ngươi đều tồn tại, còn mời xuất thủ cứu vớt chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông. Phong Thiên Vũ đối với bầu trời cao giọng hô đến, tuy nhiên cái này sư thúc tổ là hắn cùng sư phụ mình đoán nghĩ ra được, nhưng cái này cũng là bọn hắn sau cùng cứu tinh. Giờ phút này, Vương Lập đứng tại Vũ Hóa Tiên Sơn cao nhất phi vũ ngọn núi chi đỉnh, trông về phía xa lấy Vũ Hóa phong phía trên tình huống, khoảng cách xa như vậy, coi như phổ thông vô lượng cảnh tu luyện giả, đều không cách nào thấy rõ Vũ Hóa phong phát sinh sự tình, nhưng Vương Lập cũng không đồng dạng, Tiên Ma Song Tu, ngũ quan cảm tri năng lực đã được đến cực lớn cường hóa nhẹ nhõm liền có thể nhìn thanh vũ hóa trên đỉnh phát sinh tình huống nhìn đến vẫn là phải muốn ta xuất thủ vốn cho rằng dựa vào trận pháp có thể ngăn lại liên quân tiến công ta thì không cần xuất thủ tận khả năng tránh cho bại lộ chính mình tồn tại có điều vẫn tốt chứ dù sao làm đã từng tiên đạo thập kình ẩn tàng có tuyệt thế cao thủ cũng chẳng có gì lạ người khác sẽ không hoài nghi đến ta một cái quét rác tuổi trẻ tạp dịch đệ tử trên thân Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Hy vọng các ngươi tốt nhất thức thời rời đi, nếu không ta chỉ có thể trắng trận đổ sát một trận. Làm giết người không chấp mắt lính đánh thuê, Vương Lập là có chút tàn nhẫn vô tình, không đem khác tính mạng con người coi ra gì, nhưng cũng không có nghĩ qua, đem cái này mấy trăm ngàn giết chết, dù sao, giết một người, thậm chí hơn trăm người, không có có gánh nặng trong lòng, nhưng mấy chục vạn người, làm vì một người hiện đại tư tưởng, Vương Lập vẫn còn có chút khó lấy hạ thủ, bất quá, hắn cũng không phải là nhân từ nương tay thế hệ, đối diện thật không thức thời, quản chi ngàn vạn người. Hắn cũng dám đồ sát, tính mạng của mình cùng lợi ích mới là hắn thứ nhất nhìn trúng. Thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ, các ngươi vũ hóa tiên tông như thế nào ẩn tàng có tuyệt thế cường giả, cũng sẽ không luân lạc tới như thế. Ha ha, thì có trong miệng ngươi sư thúc tổ, cũng dọa đến đến không dám ra tay đi, ha ha. Mọi người hiển nhiên không tin Phong Thiên Vũ, phá lên cười. Bớt nói nhảm. Giao ra tàn thư các khởi động lệnh bài. Giao ra bảo khố khởi động lệnh bài. Giao ra võ các khởi động lệnh bài. Các đại thế lực đại biểu, hai mắt đỏ bừng, điên cùng hướng về Phượng Thiên Vũ bức bách nói. Ha ha ha, muốn có được khởi động lệnh bài, các ngươi si tâm vọng tưởng, tới đi, giết ta đi. Phượng Thiên Vũ ha ha cười nói, khí khái ngút trời, không sợ sinh tử, mắt gặp không có động tĩnh, hắn cùng tuyệt vọng, có lẽ cùng sư phụ suy đoán sai lầm. Hừ, trước cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, nếm thử lão phu vạn cổ thực tâm đan, đến lúc đó không sợ ngươi không nói. Đinh Đại Thu lộ ra cười tàn nhẫn cho, đang lúc hắn bắt hướng Phượng Thiên Vũ thời điểm, sư, lúc này, một đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, một thanh tràng đầy nét cổ sư phi kiếm, hóa thành sao băng, phá không mà đến. À, Đinh Đại Thu còn không kịp phản ứng, chỉ là hét thảm một tiếng, người khác đầu trong nháy mắt liền bị đánh tới phi kiếm gỡ xuống, nhất thời huyết phun như trụ, tử trạng thảm liệt. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đâu tới đến phi kiếm giết đinh cung chủ? Mọi người sắc mặt đại biến, thanh âm rung rẩy lên, loại phi kiếm này thủ mệnh sự tình, đối với bọn hắn tới nói, hiển nhiên là thật không thể tin, huống hồ, phát sinh quá đột nhiên, bọn họ không có bất kỳ người nào phát giác nói, bỗng nhiên bốn phương tám hướng một trận gió lốc thổi lên, một đạo tràng ngập lực đạo thanh âm tại bốn phía vang vọng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, từ đâu tới đây liền sẽ nơi đó đi. Vũ hóa tiên tông các ngươi không có tư cách gì. Trong thanh âm tràn đầy uy thế cùng cảnh cáo, cách không truyền âm, chỉ ít có đạo cung cảnh tu vi, khó. Chẳng lẽ vũ hóa tiên tông ngoại trừ bạch thanh thiên bên ngoài? còn có đạo cung cảnh tu luyện giả. Phong thiên vũ trong miệng sư thúc tổ, chẳng lẽ lại thật tồn tại. Vân thiện có chút kinh hãi, còn lại tứ đại tông môn đại biểu, cũng một mặt bắt đầu sợ hãi, dù sao thế lực của bọn hắn bên trong, thế nhưng là cũng mới một tên đạo cung cảnh lão tổ tòa trấn vừa mới cái kia bay tới một kiếm, bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, cho dù có phát giác phòng bị, cũng không có khả năng ngăn cản được. Thực lực của người này, tuyệt đối xa tại bọn họ phía trên ta cùng sư phụ đoán chính xác. Ha ha, ta vũ hóa tiên tông thật có sư thúc tổ núp trong bóng tối. Phượng Thiên Vũ trong lòng kinh hỉ nói, nếu thật là sư thúc tổ, bọn họ vũ hóa tiên tông thì được cứu, cái này có thể có thể miễu sát tu la điện lưỡng đại hộ pháp cường giả. Sợ cái gì sợ, chúng ta nhiều như vậy tu luyện giả, còn có 300.000 đại quân, coi như đạo cung cảnh đại viên mãn cường giả, cũng đành phải tránh lui ba thước. Lúc này thời điểm võ thiên thái đứng dậy quát nói, ổn định quân tâm. Bọn chuột nhắc, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba. Có bản lĩnh đi ra. Đại quân nghe lệnh, cho ta huyết tẩy vũ hóa phong. Lập tức, võ thiên thái lạnh lùng hạ quân lệnh, dết dết dết, mấy ngàn binh lính tinh nhuệ, hướng về vũ hóa tiên tông các đệ tử đánh tới. Thà ngoan mất linh, tự mình chuốt lấy cực khổ. Lạnh lẽo uống tiếng vang lên, ầm ầm bỗng nhiên, mọi người cảm giác toàn bộ vũ hóa phong rung rẩy lên, toàn bộ bầu trời trở nên tối tăm lên. Các ngươi mau nhìn, trên trời làm sao xuất hiện một đạo cự trưởng. Trời à thật là lớn bàn tay lớn màu vàng ống. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trên, võ thiên thái các loại thần đại cảnh cường giả, cũng không khỏi sắc mặt biến đến rất trắng lên, suy suy kim sắc Phật trưởng uy thế phía dưới, mặt đất trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo vết nứt, quanh kim sắc Phật trưởng từ trên trời giáng xuống vỗ xuống, toàn bộ quy tiên quảng trường bị đập nát hơn phân nửa, bụi đất tung bay, mà cái kia vây dết vũ hóa tiên tông đệ tử mấy ngàn binh lính tinh nhuệ, trong nháy mắt toàn bộ bị đập thành thịt. Nát, chết giống thảm liệt, cự trưởng chi uy, khủng bố như vậy. Cách nhau hơn 10 dặm, ngưng tụ một đào phổ thông võ học công kích, vậy mà trấn sát mấy ngàn cao trọng tụ khí binh lính đây quả thực là tiên gia thủ đoạn. Võ Thiên Thái, vân thiện bọn người phát ra kinh hô, đáy lòng triệt để dân lên vô biên hoảng sợ cảm giác đạo này cự trưởng bên trong, cũng không có sống pháp lực, tự nhiên phi pháp thuật, mà chính là trong giang hồ thường gặp võ học. Có thể đem phổ thông võ học quy lực, vận dụng đến cường đại như thế, cái này cần thực lực đáng sợ dường nào a? À? Tiền bối, chúng ta cái này liền rời đi. Võ Thiên Thái bọn người e ngại lên, vội vàng mang theo đại quân lăn xuống vũ hóa phong, căn bản không có vừa mới cùng vọng. Có thể đem võ học chi uy, vận dụng đến đáng sợ như vậy trình độ, chẳng lẽ sư thúc tổ là pháp tướng cảnh cường giả? Chúng ta vũ hóa tiên tông bên trong, thế mà ẩn tàng có pháp tướng cảnh cường giả, đây chính là đứng ở Nam Châu Đỉnh Phong Cường Giả. Làm vũ hóa tiên tông trưởng giáo, quan sát rất nhiều điển tịch ghi chép, hắn càng rõ ràng hơn, có thể đem phổ thông võ học uy lực vận dụng nói to lớn như thế, cần đáng sợ cỡ nào tu vi cảnh giới, phong thiên vũ trong lòng cuồng hỉ, coi là thật như thế, hắn đã nhìn thấy tiên tông cuộc khởi hy vọng, truyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, dê, tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Khí vận tăng vọt, tám phẩm hoàng đan Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Vũ hóa tiên sơn chân núi, võ thiên thái bọn người, gương mặt thần sắc kinh hoảng hoảng sợ bọn họ trùng trùng điệp điệp mà dết đến vũ hóa tiên tông làm sao đều đoán trước không đến thế mà ẩn tàng có một vị thần bí tiên tông sư thúc tổ từ trên trời giáng xuống nhất chưởng trong nháy mắt thì miễu sát mấy ngàn trang bị tinh lương binh sĩ cái này uy thế kinh khủng trong nháy mắt sợ choáng váng bọn họ vương gia không phải nói có thể tin tình báo tiên tông đã không có đạo cung cảnh trở lên tu luyện giả tọa trấn sao vân thiện sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn âm trầm tới cực điểm lần này hắn vân phá tông thương vong không ít đệ tử nhưng một chút chỗ tốt đều không có mò được trong lòng cực độ không cam tâm ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo vương gia chúng ta bây giờ thế nào chẳng lẽ cứ như vậy bị hoảng sợ đi rồi sao còn lại bốn người đồng dạng không cam lòng nhìn lấy võ thiên thái hiện tại đã không nể mặt mũi tăng thêm làm to chuyện mà đến há có thể dạng này rút đi có điều cái kia tiên tông cường giả bí ẩn, thực lực quá mạnh, cần phải có đạo cung cảnh đại viên mãn cảnh giới đi. Nói không chừng, là cái kỳ bế quan trăm năm bạch vô trần, còn không có tọa hóa. Võ Thiên Thái trầm giọng nói ra, bạch vô trần là bạch thanh thiên đại ca, hai người đồng thời bái nhập vũ hóa tiên tông, trăm năm trước, bạch vô trần liền đã có đạo cung cảnh đại viên mãn cảnh giới, sau đó, vì đột phá vô lượng cảnh, tiến nhập tiên tông một chỗ nguy hiểm bí cảnh bên trong tiến hành từ trước, bất quá, trăm năm thời gian tại chưa hiện thế rất nhiều người đều cho rằng hắn đã vẫn lạc chúng ta tạm thời rút lui đến hắc long thành ta đã lấy tốc độ nhanh nhất thông tri chúng ta đại võ lão tổ tông đến đây ha 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 chỉ cần lão nhân gia ông ta đến đây coi như bạch vô trần thật không có chết cũng không đủ gây sợ võ thiên thái tràn đầy tự tin nở nụ cười đại võ lão tổ tông là bọn họ đại võ vương triều tín ngưỡng lập công căn cơ cái gì đại võ lão tổ lão nhân gia ông ta muốn xuất sơn đến đây nghe đại võ lão tổ danh hào vân thiện năm người thế mà toàn thân run rẩy vị lão quái này vật tại hai trăm năm trước đã là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả bây giờ càng là không biết đạt đến cái dạng gì đáng sợ cảnh giới đại võ vương triều không niệm tình xưa tiến công vũ hóa tiên tông cũng là bởi vì muốn phải chờ tới tiên tông nội tình tăng thêm có đại võ lão tổ tọa trấn để đại võ vương triều cương vực cùng thực lực nâng cao một bước thậm chí tấn cấp hoàng triều khí vận tại tấn cấp hoàng triều khí vận trước mặt cái gì ân tình đều là phù vân đã như vậy chúng ta cũng thông báo chính mình lão tổ tông chạy đến ha 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 tin tưởng chúng ta lão tổ tông ít ngày nữa cũng sẽ đến chiến trường ha ha các loại lão tổ tông sau khi đến vũ hóa tiên tông cũng không đủ gây sợ năm người đồng thời phá lên cười bọn họ môn phái lão tổ tuy nhiên không bằng đại võ lão tổ, nhưng giàu gì cũng là đạo cung cảnh cường giả. Đinh cung chủ đã chết, tinh nguyệt cung làm sao bây giờ? Vân Thiện nghĩ đến tinh nguyệt cung. Bản vương sẽ phái người đi thông báo tin túc lão tổ. Võ Thiên Thái nói ra, một cái hạ độc bọn nam tử phái, vì cái gì gọi tinh nguyệt cung, loại này nghe xong cũng là nữ tử môn phái tên 200 năm trước, tinh nguyệt cung bản thân đệ tử đều là nữ tử, tinh nguyệt cung chủ cứu được bị thương nặng tinh túc lão tổ. Cuối cùng, không nghĩ tới tinh túc lão tổ lòng lan giả thú, giết tinh nguyệt cung chủ, chiếm trước tinh nguyệt cung, tinh túc lão tổ như thế độc ác, hắn môn hạ người tự nhiên đều học được hắn vì lợi ích, liền thân sinh nhi tử đều buông. Tha, không giống ma môn, hơn hẳn ma môn, vũ hóa quảng trường, liên quân sau khi đi, phượng thiên vũ đối với hư không, quỳ bái tại trên mặt đất. Thần sắc cung kính cảm kích nói. Đa tạ sư Thúc Tổ xuất thủ tương trợ. Bất kể có phải hay không là sư Thúc Tổ đã cứu vớt Vũ Hóa Tiên Tông, Phượng Thiên Vũ liền đem người thần bí coi là sư Thúc Tổ. Bất quá, sau một hồi lâu, không có bất kỳ người nào đáp lại thanh âm của hắn, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện từ trên trời giáng xuống cự trưởng một dạng. "Chưởng giáo, chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông thật sự có một vị thần bí sư Thúc Tổ sao?" Bên cạnh đệ tử không khỏi nhỏ giọng tại Phượng Thiên Vũ bên tai thầm nói, nếu quả thật có sư thúc tổ, vì cái gì không hiện thân, không trả lời. Sư thúc tổ chính là thế ngoại cao nhân, không muốn gặp chúng ta cũng là bình thường. Phượng Thiên Vũ khẽ cười nói, "Ta Vũ Hóa Tiên Tông thật có sư thúc tổ tại a, à? cái này chúng ta được cứu rồi." Nghe trưởng giáo chí tôn, các đệ tử đều kích động, dù sao ai cũng không muốn uổng phí đã chết đi. Mọi người quản lý một chút chiến trường đi nhìn lấy đầy rẫy bừa bộn vũ hóa quảng trường, Phượng Thiên Vũ phân phó nói, cự trưởng rơi xuống, không chỉ có đánh nát hơn phân nửa quảng trường, còn có mấy ngàn người huyết nhục thi thể, nồng đậm gây mũi máu tanh mùi vị, còn trong không khí phiêu tán, thảm không nở nhìn hình ảnh, khiến người ta có loại muốn nôn mửa xúc động, đúng, trưởng giáo. Vương Lập đang xuất thủ về sau, liền về tới trấn ma tháp tiếp tục quét sân, không lâu sau đó, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ tới trước. Vương Lập, ngươi không sao chứ, Ngươi không có tiếng vũ hóa phong, ta còn lo lắng đến an toàn của ngươi. Nhìn lấy bình yên vô sự vương lập, Phượng Thiên Vũ nở nụ cười, rất khó tưởng tượng, Đường Đường trưởng giáo chí tôn sẽ đi quan tâm một tên tạp dịch đệ tử, chủ yếu là vương lập cho Phượng Thiên Vũ ấn tượng quá sâu, loáng thoáng, có chút đem hắn trở thành bằng hữu cảm giác. Đa tài trưởng giáo quan tâm, nơi này là trấn ma tháp, chỉ có một nhóm khủng bố yêu ma, không có bảo vật gì, các liên quân đương nhiên sẽ không đến đây đều biết nơi này không có bảo vật, ta liền rất an toàn. Vương Lập lạnh nhạt cười nói, không có biểu hiện ra một chút thần sắc sợ hãi. Ta phát hiện, ngươi người này thật rất bình tĩnh, tự hồ không có chuyện gì có thể làm cho ngươi sợ hãi. Phượng Thiên Vũ tò mò nhìn về phía Vương Lập, hắn cảm giác, chính mình căn bản nhìn không thấu cái này tạp dịch đệ tử, Vương Lập thì là cười nhạt cười, có thể không bình tĩnh sao, liên quân ở trước mặt của hắn, như là kiến hôi tồn tại, một đám phổ thông con kiến, có thể hồn ngã một cái thành người sao? Chưởng giáo sắc mặt tái nhợt, tự hồ trúng độc, không có đại sự sao? Lập tức, vương lập lo lắng hỏi hỏi. Không có việc gì, điều tức mấy cái ngày sau, liền có thể khôi phục. Phượng Thiên Vũ dù sao cũng là thần đài cảnh cường giả, hơn nữa còn có tiên tông nội tình tồn tại, thất tinh diệt sinh đang độc tính, không làm khó được. Tốt, ngươi không có việc gì liền tốt, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý, ta đi trước sau đó, Phượng Thiên Vũ hóa làm một đạo lưu quan, rời đi vạn ma phong, đinh chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng. Hoàng cực đan một cái. Từng. Bác phẩm Hoàng đan. Đánh dấu hơn 10 năm, mỗi lần đang dược phẩm cấp, đều tại tứ phẩm lục phẩm ở giữa, hệ thống đây là có chuyện gì? Vương lập rất kinh ngạc do hỏi, thất phẩm là vương đan, bác phẩm vì hoàng đan, cửu phẩm là đế đan, phía trên chính là trong truyền thuyết tiên đan vũ hóa tiên tông tránh thoát lần đại kiếp nạn này khí vận đột nhiên tăng vọt một mảng lớn ký chủ cùng tiên tông khí vận nối liền thành một thể tự nhiên vận khí tăng nhiều bất quá vũ hóa tiên tông thực lực quá yếu cổ này tăng vọt khí vận duy trì không được bao lâu liền sẽ biến mất băng lãnh máy móc thanh âm tại vương lập trong đầu vang lên thì ra là thế cái này cổ tăng vọt khí vận có thể duy trì bao nhiêu ngày rồi Vương Lập dò hỏi, còn có thể duy trì 3 ngày? Hệ thống hồi đáp. Xem ra, nhất định phải lợi dụng được cái này khí vận tăng vọt 3 ngày, đánh dấu thu hoạch được trân quý hơn khen thưởng. Vương Lập trong lòng mặc niệm nói, truyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp dê, tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Đột phá pháp tướng cảnh, song bản mệnh nguyên thần. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Quanh, xếp bằng ở trấn ma tháp trước tới tu luyện vương lập toàn thân bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng để trấn ma tháp bên trong các yêu ma đều hoảng sợ tâm lý bắt đầu đích nói thầm cái kia biến thái thực lực lại tăng mạnh tâm lý phát khổ a à. không có việc gì liền đến thôn phệ bọn họ vương lập càng ngày càng cường đại trong lòng bọn họ có thể không khổ a à. không hổ là bác phẩm hoàng đan ẩn chứa có thể quá dồi dào cùng cực tu vi trực tiếp theo vô lượng cảnh hậu kỳ đột phá đến vô lượng cảnh đại viên mãn đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa đột phá pháp tướng cảnh vương lập lộ ra nụ cười còn có cái gì so tu vi tăng lên càng làm người ta cao hứng rồi thực lực tu vi càng mạnh hắn năng lực bảo vệ tính mạng thì càng mạnh an toàn đệ nhất là hắn làm người lớn nhất đại nguyên tắc đề cao bảo mệnh năng lực là vương lập hưng phấn nhất sự tình đương nhiên như thế dồi dào năng lượng hoàng đan cùng cảnh giới tu luyện giả khả năng một năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu xong nhưng vương lập chỉ dùng một buổi tối thời gian đây là bởi vì vương lập tu luyện là thôn thiên ma công vũ hóa tiên kinh loại này đỉnh cấp tiên ma công pháp hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có tiên ma đồng tu luyện hóa đang dược thiên tài địa bảo tốc độ tự nhiên cao hơn nhiều cùng giai tu luyện giả liên quan tới chính mình có thể tiên ma đồng tu nguyên nhân vương lập cho là nên là cùng mình thu hoạch được công pháp về sau tự động tiến vào cảnh giới tiểu thành có quan hệ dạng này hắn không cần tu luyện liền trực tiếp đã luyện thành ma đạo công pháp cùng. Tiên đạo công pháp tự động trở thành tiên ma đồng tu tu luyện giả. Đã đến giờ, nên đi đánh dấu, khí vận tăng vọt thời gian, còn có thể tiếp tục ba ngày, nhất định muốn nắm chặt thời gian. Sư, sau khi nói xong, vương lập hóa thành một đạo lưu quan, bay vào phòng luyện đan. Tuy nhiên công trình kiến trúc cùng linh điện đã bị liên quân nghiêm trọng phá hư, nhưng còn có thể tiến hành đánh dấu ngày đầu tiên, vương lập tại phòng luyện đang đánh dấu thu hoạch được bát phẩm thiên hoàng đan ngày thứ hai vương lập tiếp tục tại luyện đang đánh dấu thu hoạch được bát phẩm vạn tượng thần đan hai cái đều là dùng cho tu luyện tăng cao tu vi cảnh giới hoàng đan cái này khiến vương lập cảm thấy vô cùng kích động cảm giác hệ thống cũng đang giúp hắn như vậy hắn sợ đánh dấu thu hoạch được không phải tăng cao tu vi cảnh giới đang dược dạng này kế hoạch của hắn liền không thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành hy vọng cái này hai cái cường đại bác phẩm hoàng đan, có thể làm cho ta đột phá đến pháp tướng cảnh, đến trước mắt, không kém còn có 48 giờ thời gian tu luyện. Không tệ, vương lập dự định, chính là đột phá đến pháp tướng cảnh, sau đó đến hậu sơn kiếm trũng sơn cốc đánh dấu, kiếm trũng sơn cốc bên trong, tràn đầy bạo lệ tàn phá bừa bãi kiếm khí, không cẩn thận, liền sẽ bị bạo lệ kiếm khí nhập thể, trở thành chỉ biết là giết hại, mất đi ý thức kiếm nô, bất quá, Vương Lập không cần ở trong mộ kiếm chờ lâu, chỉ cần mới vừa tiến vào kiếm trũng sơn cốc đánh dấu là đủ, mà lại, lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí, an toàn đệ nhất tính cách, cũng không có khả năng xâm. Nhập kiếm trũng sơn cốc chỗ sâu, Vương Lập không có lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu phục dụng đan dược, tiến hành đột phá, chợt, trong tay hắn xuất hiện hai cái, tản ra nồng đậm kim quang cùng năng lượng đan dược, hoàng đan A, đặt ở cường đại Trung Châu, đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu tồn tại. Hoàng đan đại ca, nhất định muốn ra sức A. Vương lập gắt gao nhìn chầm chầm hai cái hoàng đan, sau đó, hai cái hoàng đan cùng một chỗ ăn vào, thôn vệ tiến thể nội cùng một chỗ thôn vệ hai cái hoàng đan, liền xem như niết bàn cảnh đại năng, đều không có can đảm này. Không cẩn thận, liền sẽ bị năng lượng cường đại sông phá nhục thân, nổ tung mà chết, bất quá, vương lập tu luyện có thôn thiên ma công tại luyện hóa năng lượng chuyển hóa hiệu suất phương diện quả thực đạt đến nghịch thiên cấp bậc vương lập cảm giác mình có thể đánh dấu ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công loại này viễn siêu cái thế giới này nghịch thiên công pháp cần phải là lần đầu tiên đánh dấu đạt được một loại nào đó cường đại gia trì nguyên nhân vũ hóa tiên kinh tại thôn thiên ma công trước mặt thật yếu nhiều lắm quả thực không đáng giá nhắc tới như là ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng ánh sáng so sánh mà vũ hóa tiên kinh tại huyền hoàng đại lục bên trong có thể đủ xếp vào ba vị trí đầu tiên đạo công pháp đang dược tiến nhập thể nội về sau thôn thiên ma công bắt đầu vận chuyển trong nháy mắt đem chuyển hóa làm dồi dào năng lượng quanh một cổ ngút trời hùng hậu năng lượng tại vương lập thể nội nổ tung lên toàn thân đang điền gân mạch đều cảm nhận được một trận căng đau vương lập tranh thủ thời gian điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công đem dược hiệu tiêu hóa vô cùng vô tận năng lượng bị quán chú nhập khí hải đang điền, cùng tinh thần trong vùng biển, năng lượng khổng lồ, không ngừng oanh kích lấy tu vi của hắn bình cảnh, răng rắc, không biết bao lâu về sau, cái kia pháp tướng cảnh bình cảnh, rốt cục bị xông phá, vương lập tinh thần trong vùng biển, trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, như là bàn cổ khai thiên tích địa. Đồng dạng, vỡ vùng hỗn độn mông lung một mảnh, tạo thành một mảnh thức hải không gian, khí tức của hắn, đồng dạng đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất so trước đó kinh khủng vô số lần quanh vương lập thức hải không gian bên trong, phát ra một tiếng to lớn gào thét, dường như đến từ hàng cổ ma vực, đến từ viễn cổ ma tổ gào thét, vương lập cảm giác, hắn toàn thân có một cổ mạnh mẽ cùng cực năng lượng, không thể không bạo phát đi ra. Ngưng luyện thiên địa pháp tướng, cực nhập thức hải không? gian hình thành bản mệnh nguyên thần. Mới chân chính bước vào pháp tướng cảnh, âm âm, năng lượng kinh khủng, cuối cùng từ vương lập đỉnh đầu vọt ra, lập tức tại đỉnh đầu của hắn phía trên, ngưng tụ một tôn cự đại ma thần pháp tướng, thế mà, chính là vương lập lần thứ nhất đánh dấu, thu hoạch được, thôn thiên ma công, lúc, toàn bộ huyền hoàng đại lục trên không, hình thành khủng bố thiên địa dị tượng, để bên trong thiên địa, trong nháy mắt biến đến ma trưởng tiên tiêu tan, vạn thủ vạn mắt, sau lưng mọc lên sông ký, thanh mặt trăng nanh cực độ khủng bố, đây là vạn ma chi tổ pháp tướng A, vạn ma chi tổ pháp tướng vừa ra, trấn ma tháp bên trong yêu ma, thế mà không tự chủ được thần phục, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân rung lẫy bẫy, thật là đáng sợ, sau đó, vạn ma chi tổ pháp tướng vọt thẳng tiến vào vương lập thức hải không gian, trở thành hắn bản mệnh nguyên thần, vốn là cho là kết thúc, bản mệnh nguyên thần đã ngưng tụ thành công, chính thức bước vào pháp tướng cảnh, thế nhưng là, vương lập lúc này thời điểm mới phát hiện, hoàn toàn không có kết thúc, lại một cổ tràn ngập tiên đạo khí tức năng lượng, theo đỉnh đầu của hắn vọt ra, trên đầu hắn, tạo thành một vị khác pháp tướng, là một thanh tiên kiếm pháp tướng, vũ hóa tiên tông là kiếm tu tông môn, bởi vậy bọn họ hình thành bản mệnh nguyên thần pháp tướng, bình thường đều là tiên kiếm, đương nhiên, vương lập tu luyện là vũ hóa tiên kinh, tiên kiếm bản mệnh nguyên thần phẩm cấp, tự nhiên phi thường cao bản mệnh nguyên thần, đối với tu luyện giả tới nói, phi thường trọng. Yếu, coi như sông nhục thân bị hủy, chỉ cần bản mệnh nguyên thần vẫn còn liền có thể trọng sinh đây cũng là vì cái gì pháp tướng cảnh cao thủ mới có tư cách bị trở thành đại năng nguyên nhân thọ mệnh đại nạn cũng lại bởi vậy đạt được một lần bảo tăng trở thành ngàn năm lão yêu vương lập có hai tôn bản mệnh nguyên thần ý vị hắn có hai cái tính mạng vạn ma chi tổ pháp tướng che giấu sau này lấy tiên kiếm bản mệnh nguyên thần bày ra đến lúc đó nếu như vô tình gặp hắn địch nhân cường đại cũng chỉ có thể đầy đủ việc ta tiên kiếm nguyên thần, không biết ta còn có vạn ma chi tổ nguyên thần tồn tại. Ta liền có thể mượn nhờ vạn ma chi tổ bản mệnh nguyên thần trọng sinh. Vương lập kích động, rốt cục có bảo mệnh ác chủ bài, hai cái mạng a, đối với một cái xem sống sót vì người trọng yếu nhất tới nói, là cỡ nào giá trị phải cao hứng một việc, lập tức tiên kiếm bản mệnh nguyên thần vào ở thức hải không gian mà, vạn ma chi tổ nguyên thần bị vương lập ẩn giấu đi, những người khác quản chi tiên nhân đều có chút ít pháp trông thấy. Hiện tại đã thành công bước vào pháp tướng cảnh, có thể đi kiếm trũng sơn cốc đánh dấu. Vương Lập cười cười, sư, nhục thân trực tiếp thuấn di ra ngoài, biến mất ngay tại chỗ, chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, dê, tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.